Ai bảo hắn tu tiên chương 964, hậu thế tung tin đồn nhảm, quả nhiên là ghê tởm. Những cổ trên tiểu thế giới trống không phát sinh kinh khủng tiên hồn bạo tạc, mặc dù thanh thế to lớn, bất quá tại bất hủ tiên tử có ý khống chế dưới, phạm vi nổ rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có ứng thiên tiên bị tạc, không có tác động đến trên dưới phương lục dương cùng kinh hồng. Khụ khụ, khụ khụ, ứng thiên tiên mãnh liệt ho khan, cảm thấy mình linh hồn đều nhanh bay ra tiên kim thân thể vừa rồi trung thiên đế quân phân thân thôn vệ nửa ngày linh hồn của hắn, đều không có lần này đến uy lực lớn. Trong nháy mắt bất hủ tiên tử linh hồn khôi phục như lúc ban đầu, hào hứng hỏi, thế nào, tin không, không tin ta nhiều bạo hai lần. Bị linh hồn từ nổ tung vẻ mặt hốt hoảng ứng thiên tiên nghe được câu này, trong nháy mắt khôi phục ý thức, vội vàng khoát tay, sợ nói chậm lại tự bạo một lần, đừng đừng đừng, ta tin ta tin. Đây tuyệt đối không phải tịch diệt tiên, loại này tự bạo phương thức tịch diệt tiên coi như nghĩ bắt trước đều bắt trước không tới. Ngươi thật là bất hủ. Ứng thiên tiên theo bản năng hỏi, bỗng nhiên ý thức được nói như vậy khả năng dẫn đến bất hủ tiên tử hiểu lầm, vội vàng đổi giọng, bất hủ ngươi nguyên lai là tại thời gian này phục sinh. Thời kỳ thượng cổ thông qua thời không thông đạo gặp gỡ tương lai bất hủ, ứng thiên tiên một mực không biết cái này tương lai đến tột cùng là khi nào, nguyên lai là tại 40 vạn năm về sau. Bất hủ tiên tử gặp gỡ đã lâu hảo hữu, cũng rất cao hứng, bản tiên đều phục sinh nhiều năm, một mực tìm các ngươi bốn cái không có tìm được, tiểu linh, liên y các nàng cũng không biết các ngươi đi đâu, lần này cuối cùng đụng phải một cái, những năm này các ngươi đều đi đâu. Ai, việc này nói rất dài dòng. Nói rất dài dòng trước hết đừng nói nữa, tới tới tới, ta dẫn ngươi gặp gặp phục sinh ta người. Kinh hồng mặc dù không có bị tiên hồn bạo tạc làm bị thương, nhưng cũng coi như là bị tạc tỉnh, lấy lại tinh thần phát hiện mình thân ở những cổ tiểu thế giới, đứng bên cạnh chính là lục dương sư đệ, sư phụ ngay tại không trung cùng một vị tuổi trẻ tiên nữ trò chuyện. Kinh Hồng có chút mê mang, làm sao cảm giác sư phụ phương thức nói chuyện cùng bình thường không giống nhau lắm, mà lại sư phụ làm sao hóa hình rồi. Hắn không vẫn luôn là người sao? Sư phụ thế nào lại là người? Hắn nói hắn là ứng long đại tôn A, chờ một chút, lục dương sư đệ ngươi biết sư phụ kinh hồng theo bản năng giải thích lập tức kịp phản ứng nghe lục dương sư đệ cái này không có chút rung động nào ngữ khí giống như là sớm liền nhận biết sư phụ đồng dạng lục dương hợp lấy ứng thiên tiên ngươi vẫn luôn là lấy ứng long hình thái đối mặt kinh hồng sư tỷ sao lục dương thở dài cơ duyên xảo hợp đi nghe qua sư phụ ngươi một chút chuyện cũ còn vô tình thấy qua vài lần mặc dù không phải chân nhân sư phụ chuyện cũ sao tỷ như hắn nói qua lấy lực chứng đạo, chỉ búa khai thiên, trưởng khống vạn kiếp, hàng phục tuế miệt trấn áp kỳ lân loại hình. Sư phụ chuyện cũ sao, tỷ như hắn nói qua hắn lấy búa khai sơn, vì nhân tộc mở ra một đầu thông hướng quang minh tiền đồ tư sáng, hay là nói hắn lấy âm dương vì cục, lĩnh hội đại đạo, vượt qua tử kiếp, cùng kỳ lân tiên đánh cờ, lấy lại tinh thần đã là trăm năm quan cảnh loại hình sự tình lục dương nghĩ nghĩ khả năng này phân biệt đối ứng là ứng thiên tiên lúc tuổi còn trẻ nghèo rất mùng tơi khai sơn chặn đường người qua đường phí qua đường cùng hắn vì tránh né bất hủ tiên tử bữa tiệc cùng kỳ lân tiên hạ một trăm năm cờ ca rô ách không kém bao nhiêu đâu ta cùng ngươi giảng chính là lục dương kêu đi ra tên của ta để ta phục sinh ta thế nhưng là phi thường xem trọng lục dương tiểu tử này bây giờ là ta bất hủ nhất mạch nhị đương gia bất hủ tiên tử mang theo ứng thiên tiên bay xuống giới thiệu lục dương. Gặp qua ứng thiên tiên tiền bối. Lục dương vội vàng nói, mặc dù ứng thiên tiên tại bất hủ tiên tử trong miêu tả là cái đầu óc không quá bình thường, vận khí cũng không tốt lắm tiên nhân, nhưng ứng thiên tiên nói thế nào cũng là thế gian đỉnh cấp cường giả, dung không được lãnh đạm. Nhất là mình còn biết không ít hắc lịch sử, hy vọng ứng thiên tiên muốn lấy ơn báo oán, không muốn cùng chính mình cái này tiểu bối so đo. Ha 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 tiểu hữu làm gì đa lễ như vậy, ngươi sống lại bất hủ, chúng ta bốn tiên cảm kích ngươi cũng không kịp, cho là ta hướng ngươi hành lễ mới đúng. Nói đi, ứng thiên tiên chấp tay một bái, làm được là chính tông nhất thượng cổ lễ nghi, nghiêm mặt nói, cảm ơn lục dương tiểu hữu. Sư phụ, vị này là... Vị này chính là vi sư nói qua bất hủ, không nghĩ tới là ở thời đại này phục sinh. Gặp qua bất hủ tiền bối vị này là ta thu đồ đệ các ngươi hẳn là đều biết kinh hồng mặc dù thiên phú bình thường bất quá thắng ở tâm tính không tệ tại bản tiên chỉ điểm tẩy tinh phạt tủy thoát thai hoáng cốt tính toán ra lên đương thời đứng đầu nhất thiên kiêu chỉ bất quá ta cảm thấy cây to đón gió khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết để nàng ngày thường điệu thấp làm việc lúc này mới một mực không làm người đời biết tới ngươi còn thu đồ đệ đâu bất hủ tiên tử nhớ kỹ ứng thiên tiên còn không thu qua đồ đệ việc này giải thích tiền căn hậu quả liền khá là phiền toái dưới mắt không nói trước những này ta xuất thủ trước giúp ngoại giới giải quyết đại càng tu sĩ ứng thiên tiên còn không quên ngoại giới có hàng yêu trừ ma hai vị thần quân đã đều là tân hỏa vương triều tu sĩ có thể thấy được đều là cùng u quỷ quân một đường mặt hàng u quỷ quân lưu tại nơi này vậy bọn hắn hai cái cũng nên lưu lại ngươi muốn rời khỏi những cổ tiểu thế giới sao không cần như thế ta tự có những phương pháp khác ứng thiên tiên ngao nhiên cười một tiếng tiên cung công kích không đau không ngứa a à, liền điểm ấy uy lực trừ ma thần quân cười ha hả cho mình tăng thêm lòng dũng cảm thầm mắng u quỷ quân làm sao còn không động thủ cái này đều đi qua bao lâu lại mang xuống có khả năng dẫn tới đại hạ tu sĩ trợ giúp tiên cung quả nhiên bọn hắn cái này một phương không có một cái đáng tin đối mặt tiên cung ba người liên thủ, trừ ma thần quân chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng tiên cung một phương không có đủ để bài trừ trừ ma thần quân phòng ngự thủ đoạn công kích, trừ ma thần quân cũng không có thoát đi tiên cung thủ đoạn. Tình hình chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Đang lúc trừ ma thần quân còn tại nhắc tới u quỷ quân còn chưa động thủ thời điểm, tiên cung chỗ sâu truyền đến một tiếng bạo tạc. Xong rồi, trừ ma thần quân trong lòng vui mừng, cuối cùng là có thể kết thúc không đúng tiếng đổ vang không phải tới từ cây nguyệt quế tổ một sợi màu vàng ống hỏa diễm từ phòng luyện đang phía dưới phun ra ngoài dưới ánh mặt trời vẫn như củ sáng chói màu vàng ống hỏa diễm hóa thành một cây trường thương thẳng đến trừ ma thần quân trừ ma thần quân trong lòng quanh quẩn nguy cơ hai tay giao nhau chồng ở trước ngực màu vàng ống trường thương không nhìn phòng ngự xuyên thủng hai cánh tay của hắn cùng lồng ngực sau đó trường thương biến mềm hóa thành ngòi lửa trói lại trừ ma thần quân ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hắn thân xương hồn đau hắn kêu to đây là thời kỳ thượng của lưu truyền xuống tiên hỏa truy nguyệt chân nhân giật mình ai cũng không cách nào luyện hóa di động cái này đóng tiên hỏa làm sao lần này chủ động đánh ra là cùng tiên cung có tình cảm sẽ ở tiên cung đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ lúc xuất thủ sao đây không phải ta đồ nướng lưu lại tiên hỏa sao ngươi cũng có thể dùng tự nhiên là bất hủ ngươi chỉ bất quá từ khi người giật dây xóa đi ngươi tồn tại về sau rất nhiều ngươi đồ vật liền thành vật vô chủ cái này tiên hỏa chính là một cái trong số đó kinh hồng tu luyện cần phải cái này sợi tiên hỏa ta liền trộn đạo lấy luyện hóa nói đến tử mẫu hà cũng là vật vô chủ nhưng không biết chuyện gì xảy ra ngoại giới đều đang đồn tử mẫu hà là ta tạo nên còn nói ta động cơ không thuần háo sắc như mệnh yêu thích nhân thê lệnh vô số nữ tử mang thai loại hình nếu để cho ta biết được cái này lời đồn là từ chỗ nào truyền ra ta định gọi hắn biết được như thế nào tiên nhân chi nộ nói lên chuyện này ứng thiên tiên liền giận không kềm được hắn vất vả tạo nên đi ra hình tượng ở thời đại này hội tụ một khi thù này không thua gì ngăn đường mối thù hậu thế tung tin đồn nhảm quả nhiên là ghê tởm bất hủ tiên tử cùng lục dương cùng chung mối thù lòng căm phẫn lấp dung tung tin đồn nhảm sự tình trong thời gian ngắn tìm không thấy thủ phạm ứng thiên tiên tạm thời đem chuyện này buông xuống chuẩn bị giảng thuật bất hủ tiên tử không biết sự tình kinh hồng ngươi đi ra ngoài một chút ngươi nếu là biết được ta đằng sau giảng sự tình sẽ có tính mệnh mà lo lắng vâng sư phụ kinh hồng rất nghe lời rời đi nhẫn cổ tiểu thế giới còn có lục dương tiểu hữu ngươi cũng ra ngươi là nói một cái khác bản tiên sự tình cái này lục dương đã sớm biết bất hủ tiên tử cảm thấy lục dương không cần thiết ra ngoài. Ứng thiên tiên giật mình, cũng đúng, ngươi hẳn là cảm kích, ngươi nếu là không biết liền sẽ không hai lần lọt vào tịch diệt tiên tập kích. Đã các ngươi đã tiếp xúc qua Ngao Linh cùng Khương Liên Y, lục dương tiểu hữu là hóa thần sơ kỳ, chắc hẳn đã vượt qua lôi kiếp gặp qua ta lưu lại cổ kia tiên niệm, chắc hẳn từ bất hủ ngươi vẫn lạc đến thành lập tân hỏa vương triều đoạn này sự tình, các ngươi đã cũng biết đoạn này sự tình ta cũng không cần phải lại nói vậy thì từ tân hỏa vương triều thời kỳ cuối bắt đầu nói về đương chúng ta coi là thành công đưa ngươi phục sinh về sau tiếp xúc xuống tới mới phát hiện phục sinh cũng không phải là toàn bộ ngươi mà là có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu thời kỳ cái kia ngươi bất quá có thể phục sinh tóm lại là chuyện tốt chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều còn cùng cái kia ngươi giảng thuật rất nhiều sau khi thành tiên sự tình cái kia ngươi cùng chân chính ngươi Thiên phú siêu quần, tu hành tốc độ kinh người, rất nhanh liền vượt qua thành tiên kiếp, chứng được tịch diệt đạo quả, nàng cho mình lên tôn hiệu là Tịch Diệt Tiên Tử. Chúng ta phục sinh ngươi, kỳ thật còn có mượn nhờ lực lượng của ngươi, chiến thắng phía sau màn hắc thủ ý nghĩ. Trải qua chúng ta cùng phía sau màn hắc thủ giao thủ, phát hiện phía sau màn hắc thủ cực kỳ cường đại, bàn về sức chiến đấu không kém chút nào ngươi, cơ hồ là tại tiên, cảnh giới này đi đến phần cuối dựa theo suy đoán của ta phía sau màn hắc thủ đạo quả có thể là nhân quả đạo quả phi thường khó giải quyết chính là bởi vì chiến thắng phía sau màn hắc thủ ý nghĩ này để tình thế trở nên không thể khống chế bắt đầu tịch diệt tiên cho rằng muốn chiến thắng phía sau màn hắc thủ chỉ có đạt tới tiên phía trên cấp độ siêu thoát mới có thể lục dương nhớ kỹ bất hủ tiên tử nói qua tiên phía trên cảnh giới đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua chỉ tồn tại ở lý luận bên trong cảnh giới, siêu thoát, cùng, toàn tri. Thành tựu siêu thoát, chỉ có chặt đứt hết thảy nhân quả, phàm là biết được nàng tồn tại, đều sẽ cùng với nàng sinh ra nhân quả. Lục Dương gật đầu, tại gặp đời thứ hai đại ngu quốc sư thời điểm, bất hủ tiên tự nói qua tương tự nội dung. Cho nên tịch diệt tiên thành tựu siêu thoát, liền cần giết chết tất cả biết người của nàng, bao quát tân hỏa vương triều tất cả mọi người, cũng bao quát chúng ta bốn người chiến đấu lúc mới bắt đầu bởi vì tịch diệt tiên vừa thành tiên không bao lâu chiến lực còn không tính xuất chúng có thể theo nàng giết người càng ngày càng nhiều chiến lực tiêu thăng trở nên không người nào có thể cùng nhau cân bằng chế ước nếu chúng ta bốn người lại thêm mặc dù không có gì sức chiến đấu nhưng dầu gì cũng tính cái tiên nhân tả sử tiên năm tiên liên thủ cũng đủ để trấn áp tịch diệt tiên các ngươi hẳn là nghe ta kia đạo tiên niệm nói qua thời điểm đó tuế nguyệt tiên bị người ám sát có thể làm đến điểm này chỉ có phía sau màn hắc thủ. Lục Dương gật đầu, chỉ có phía sau màn hắc thủ bực này tồn tại mới có thể ám sát Tuế Nguyệt tiên. Ta nghe ứng Thiên tiên tiền bối kia đạo tiên niệm giảng, Tuế Nguyệt tiên tiền bối vẫn lạc về sau, các ngươi còn lại bốn tiên không còn liên thủ đối địch, đây là vì sao? Lúc ấy Lục Dương đã cảm thấy kỳ quái, cảm giác trung gian thiếu một chút cái gì. Ta tiên niệm không biết trung gian quá trình bởi vậy nói về đến trước sau có chút không quá ăn khớp lúc ấy chúng ta cân nhắc đến phía sau màn hắc thủ đánh lén khả năng bởi vậy thiết kế ra một tổ trận pháp trận pháp hạch tâm chính là chúng ta bốn người trong chúng ta bất kỳ người nào gặp ngoại nhân tập kích ba người khác liền sẽ thuấn gian truyền tống đến hiện trường liên thủ ngăn địch nói đến đây ứng thiên tiên âm thanh càng phát ra trầm thấp nhưng ở tuế nguyệt tiên gặp tập kích lúc trận pháp cũng không khởi động điều này nói rõ đánh lén tuế nguyệt tiên không phải người khác đúng là chúng ta ba người ở trong một cái lấy phía sau màn hắc thủ thủ đoạn hoàn toàn có khả năng tại tuế nguyệt tiên xảy ra chuyện trước đó liền đã đoạt xá ba người chúng ta ở trong một người nào đó lục dương cùng bất hủ tiên tử nghe vậy cùng nhau giật mình nếu là lúc ấy chúng ta lựa chọn liên thủ đối phó tịch diệt tiên tất nhiên muốn bị phía sau màn hắc thủ đánh lén đến lúc đó một cái đều không sống được cho nên tại ý thức đến vấn đề này về sau ta kỳ lân cửu trọng ba người liền không tín nhiệm nữa lẫn nhau thậm chí là không còn gặp nhau từng người tự chiến mà tịch diệt tiên vì tấn thăng siêu thoát một mực tại tìm kiếm tung tích của chúng ta có lẽ đương nàng giết ta kỳ lân cửu trọng ngao linh không người biết được nàng tồn tại thời khắc chính là nàng thành tựu siêu thoát thời điểm tịch diệt tiên tự hồ có thể thông qua nhân quả tìm kiếm biết nàng tồn tại người vị trí sau đó chúng ta phát hiện chỉ cần trốn vào tiểu thế giới cấp bậc không gian tịch diệt tiên liền sẽ không tìm đến chúng ta ta nhớ được ngao linh là dấu ở long châu bên trong đi long châu nội bộ tiểu thế giới cấp bậc không gian đương ngao linh từ long châu rời đi về sau tịch diệt tiên lập tức tìm đi qua lục dương thanh phong kiếm không gian cũng là tiểu thế giới cấp bậc đại đa số tiểu thế giới cấp bậc không gian là cố định tại một vị trí nào đó bên trên không cách nào di động, cũng liền là đỉnh cấp bí cảnh. Tượng nhẫn cổ, Long Châu, Thanh Phong Kiếm đều thuộc về tiên khí, cực kỳ hiếm thấy. Giấu ở tiểu thế giới, không những thân thể giấu ở bên trong tiểu thế giới, thậm chí thần thức đều không thể nhô ra đi, miễn cho bị tịch diệt tiên phát giác. Đương ta giấu ở cái nào đó bí cảnh về sau, chỉ có thể dựa vào xâm nhập bí cảnh tu sĩ biết được tình huống ngoại giới, chỉ bất quá bí cảnh không phải lúc nào cũng mở ra, tu sĩ biết đến cũng không toàn diện. Cho nên ta liền luyện chế ra cái này mai bên trong có tiểu thế giới nhẫn cổ, để xâm nhập bí cảnh tu sĩ đem nhẫn cổ nhặt đi, ta chỉ đạo tu sĩ tu hành, để báo đáp lại, tên tu sĩ kia muốn đem chứng kiến hết thảy đều giảng tại ta nghe. Ta từ tên tu sĩ kia nơi đó được đến biết, ngoại giới xuất hiện một nguyên anh tu sĩ, chiến lực siêu quần, nguyên anh có thể tự chủ chiến đấu, ngực còn có một khối tấm bản gỗ nghe phi thường giống bất hữu ngươi bồi dưỡng ra được tu sĩ mà lại trước đó thông qua thời gian thông đạo mặc dù không cách nào trông thấy đứng tại bên cạnh ngươi tu sĩ bộ dáng lại cảm nhận được bộ ngực hắn có một khối kiến một tấm bản gỗ ta còn tưởng rằng bất hữu ngươi đã sống lại trực tiếp tìm đi qua nhưng đến về sau mới phát hiện kia là tịch diệt tiên bố trí cạm bẫy thời điểm đó tịch diệt tiên cường đại đến không gì sánh kịp ta không phải là đối thủ một phen giao chiến về sau trọng thương đào tẩu nhưng mà ta thương tích quá nặng tịch diệt đạo quả đạo vận tại trong cơ thể ta tứ ngược vì mạng sống ta liều chết thi triển thi giải siêu thoát pháp thành công là ta mặc dù vẫn là trọng thương nhưng ma diệt tịch diệt đạo vận không có tính bệnh vấn đề nhưng thất bại là ta mất đi nhục thân nhục thân sinh ra linh trí muốn thôn vệ ta ta không thể không chạy trốn giấu ở những cổ tiểu thế giới chữa thương, đồng thời tìm kiếm thích hợp tu sĩ, tiếp tục để giảng thuật chuyện ngoại giới. 30 vạn năm qua đi, những cổ bị kinh hồng đứa nhỏ này đạt được. Cái trước có được những cổ tu sĩ vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, kia là cái chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập bí cảnh, thời điểm đó kinh hồng chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, lại tại bí cảnh bên trong thi thố tài năng, cuối cùng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được ta. Ta xem kinh hồng đứa nhỏ này phẩm hạnh không tệ, là cái tài năng dễ uống nắng, nếu là thêm chút bồi dưỡng, ngày sau nói không chừng có thể tấn thăng độ kiếp kỳ, bán tiên, sống lâu một chút, ta cũng sẽ không cần tấp nập thay người. Ta liền quan minh thân phận, nói hy vọng thu nàng làm đồ đệ, không biết phải chăng là nguyện ý, có cơ duyên này, kinh hồng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bái ta làm thầy. Lục Dương trong lòng tự nhủ ngài nói quan minh thân phận là chỉ ngài ứng long đại tôn thân phận sao đương nhiên lời này hắn chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ không dám nói rõ sau đó ta trợ giúp kinh hồng lấy tiên lực tẩy tinh phạt tủy tăng lên tư chất cải biến linh căng truyền thụ tiên công tiên pháp truyền thụ thuật luyện khí ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ ta còn giúp giúp nàng phân tích thế cục dẫn đạo nàng suy nghĩ để chính nàng tìm ra đáp án vì lo lắng nàng phô trương quá mức gây nên tịch diệt tiên chú ý ta liền để nàng tận khả năng điệu thấp làm việc không nên trêu chọc là không phải. Lục Dương. Mọi người đều có cái tiên nhân trợ giúp, làm sao trên lệch cứ như vậy lớn đâu, nói lên cái đề tài này, Bất Hủ tiên tử hăng hái, a, à, kia hai ta không sai biệt lắm nha, ta bị Lục Dương phục sinh về sau, vì báo đáp phục sinh ân tình, ta giúp hắn. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên kẹp lại, tiểu Dương tử tư chất điểm cấp, không cần tăng lên, tiên công tiên pháp hắn cũng không học, chính luyện khí thuật sẽ không lúc thi hành nhiệm vụ vì bồi dưỡng tiểu dương tử độc lập suy nghĩ xem náo nhiệt thời điểm chiếm đa số treo chọc thị phi lục dương thân mật nhắc nhở a à đúng ta giúp hắn treo chọc thị phi hả mắt thấy bất hủ tiên tử kịp phản ứng lục dương vội vàng nói bổ sung tiên tử ngài còn dạy qua ta giả chết thuật ứng thiên tiên gật đầu khi thiên võng mệnh chi thuật sao xem ra bất hủ thật rất coi trọng ngươi cái này hai miêu tả chính là một cái pháp thuật. Đương nhiên là một cái pháp thuật, bất quá là bất hủ đặt tên tương đối một mạc, ta thích thêm một chút trang trí lời văn thôi. Ứng thiên tiên ý thức được có chút lạc đề, lại đem chủ đề kéo lại, lục dương tiểu hữu phong cách làm việc có một phong cách riêng, có thiếu niên khí phách, ta nghe Kinh Hồng nói qua rất nhiều chuyện của ngươi, mà để ta đối với ngươi gây nên chú ý, vẫn là tại Đông Hải lọc vào tịch diệt tiên công kích lần kia ngươi không những lần kia sống tiếp được về sau tại kiếm lâu lại đụng phải tịch diệt tiên ngươi lại còn sống mà lại hoàn toàn không có thụ thương hai lần đều bình yên vô sự còn sống ta đều không có như thế lớn bản sự cái này để ta rất hoài nghi ngươi là tịch diệt tiên an bài mồi nhữ mặc dù ta còn nghe nói ngươi tấn thăng hóa thần kỳ lúc đụng phải chính là càng thiên lôi kiếp nhưng cái này có thể là tịch diệt tiên tạo nên cũng có thể là thật ta muốn tìm cái kia người Ta không xác định đến tột cùng là loại tình huống kia, cho nên ngươi đi vào tiên cung về sau, ta liền căn dặn kinh hồng cách ngươi xa một chút. Từ ngươi tại tiên cung biểu hiện bên trên nhìn, để ta một lần hoài nghi ngươi kết chính là hậu cung Kim Đan, vốn nghĩ tiếp tục quan sát một phen xác định thân phận của ngươi, không nghĩ tới xảy ra như thế một lần sự tình, bất hủ mang theo ngươi đi thẳng tới những cổ tiểu thế giới, ngược lại là bất việc. Ngươi cổ thân thể này là chuyện gì xảy ra? bất hủ tiên tử chú ý tới ứng thiên tiên thân thể cũng không phải là nhục thân mà là từ tiên kim chế tạo không hoàn chỉnh thân thể chỉ có hai đầu cánh tay hai cái đùi là tiên kim chất liệu còn lại bộ vị đều là dùng một chút tương đối bình thường chất liệu luyện chế đây không phải không có thân thể thi thể của ta tìm tới cửa cũng không sợ ta đối phó kia đồ đần là không có vấn đề gì đơn giản là ta tìm không thấy vị trí của hắn ta chân chính sợ chính là tịch diệt tiên tìm tới cửa toàn thịnh thời kỳ ta đều đánh không lại chớ nói chi là chỉ còn lại hồn phách trạng thái vì tìm kiếm tự vệ liền luyện chế ra cái này bức thân thể bất quá ta dù sao phạm vi hoạt động có hạn tìm không thấy nhiều như vậy tiên kim tạm thời trước dùng khác chất liệu chịu đựng dùng đến nếu là toàn bộ thân thể dùng tiên kim chế tạo ta không sai biệt lắm liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong tiên kim ta nhớ được xử lý thi thể của ngươi về sau lưu lại không ít tiên kim chính là bị đậu đậu xám khiến cho vò ở cùng một chỗ không thể tách rời ứng thiên tiên nhãn tình sáng lên cái này không thành vấn đề ta chậm rãi luyện chế luôn có thể đem những này tiên kim tách ra thi thể của hắn vì đối phó hắn khẳng định góp nhặt hải lượng tiên kim đầy đủ hắn luyện chế hoàn chỉnh thân thể thi thể thứ này quả nhiên là chết mới là hữu dụng nhất nói đến các ngươi biết thiên đình là chuyện gì xảy ra sao ta nghe nói Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều gia nhập thiên đình, cái này thiên đình sẽ không phải là tịch diệt tiên thành lập đi, bất quá cái này cũng nói không thông a, à. tịch diệt tiên thành lập thiên đình, Khương Liên Y còn có thể gia nhập thiên đình. Vẫn là nói tịch diệt tiên ngụy trang thành bất hủ ngươi, đem Khương Liên Y lừa gạt tiếng thiên đình rồi. Không giống như là kỳ lân, cửu trọng bọn hắn tạo, như thế rêu rao sẽ khiến tịch diệt tiên chú ý, trước đó ứng thiên tiên nghe nói thượng của thiên đình hoành không xuất thế thời điểm, tâm còn hung hăng nhói một cái tử. Thượng cổ thiên đình thứ này làm sao nghe đều giống như tịch diệt tiên làm ra đồ chơi. Kỳ thật đi, thiên đình là ta biên. Lục dư ngượng ngùng vào đầu, không nghĩ tới lúc trước vì lừa gạt cửu u giáo làm ra thiên đình, hiện tại càng toàn bộ càng lớn. Ngươi biên, ứng thiên tiên phi thường chấn kinh, hắn một mực đem thượng cổ thiên đình coi là đại địch, không nghĩ tới là người một nhà làm ra. Khi đậu thiên tôn là ai? là ta à, ta gọi hoàng đậu đậu nha. Bất hủ tiên tử dương dương đắc ý nói, đối với mình đậu thiên tôn thân phận rất là hài lòng. Nguyên lai bất hủ tên thật của ngươi gọi hoàng đậu đậu. Ứng thiên tiên dở khóc dở cười, lúc này mới ý thức được chỉ lo cao hứng bất hủ phục sinh, một mực quên hỏi tên của nàng. Hắn gọi tự khải, kỳ lân tiên gọi thích ha, cửu trọng tiên gọi y nông, tuế nguyệt tiên gọi tuế khất, cái này thật đúng là cùng bốn người bọn họ danh tự không hợp nhau bất quá thiên đình chi danh không phải trực tiếp nghĩ ra được a à, lục dương tiểu hữu nên là từ đâu nghe nói qua cái tên này nếu là trùng hợp không khỏi cũng quá trùng hợp đương nhiên là bản tiên cùng hắn nói qua bốn người chúng ta cùng một chỗ lập thiên đình sự tình a à, bốn người chúng ta người mỗi người đều viện khác biệt phiên bản lắc lư hậu thế thì ra là thế ứng thiên tiên gật đầu bởi như vậy liền nói được đến thông không chỉ là thiên đình, ngày thường nhàm chán thời điểm, ta còn cùng hắn nói qua rất nhiều thượng cổ tinh đồn thú vị, như cái gì bốn người các ngươi ăn xong cơm của ta ngã đầu liền ngủ, ứng thiên ngươi thường xuyên giảng bài khuyên bảo tu sĩ phải gìn giữ bức cách, ngươi giúp kỳ lân tiên luyện chế đụng một cái liền mềm tiên kiếm, ta à đúng rồi đúng rồi, lục dương còn tìm đến kia bản, tiên nhân trích lời, đây chính là sách hay, ta coi là cũng tìm không được nữa. Bất hủ tiên tử nói tinh thần phấn chấn, không có chú ý tới nàng mỗi nói một sự kiện, ứng thiên tiên thần sắc liền biến hóa một phần. Nhưng Lục Dương chú ý tới. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười ứng thiên tiên, giờ phút này sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Hắn cười tủm tỉm đập Lục Dương bả vai, ta xem Lục Dương tiểu hữu tu vi còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, thân là tu sĩ, trọng yếu nhất chính là tu hành, tiểu hữu phải nhanh một chút tấn thăng đến luyện hư kỳ a. À. Yên tâm, có ta ở đây. Tiểu hữu tấn thăng luyện hư kỳ độ lôi kiếp lúc, tất nhiên bình yên vô sự. Mặc dù ứng thiên tiên là đang cười, nhưng Lục Dương từ nụ cười của hắn bên trong không cảm giác được một tia ấm áp. Lục Dương dùng sức nuốt xuống đi nước bọt, đến cùng vẫn là tránh không khỏi cái này một kiếp. Mà lại từ song sinh hà không gian tìm tới, tiên nhân trích lời, nhớ không lầm, phía trên kia viết có thể không chỉ là ứng thiên tiên lời nói, thượng cổ bốn tiên nói đầy đủ mọi thứ đây chính là tiên tử khảo nghiệm sao, không khỏi độ khó quá cao. Ta mệnh cách này không rất cứng, đời này đoán chừng liền đến nơi này. Tiên tử, chúng ta nếu là có duyên, kiếp sau gặp đi. Cũng là không cần cho hắn đi cửa sau. Bất hủ tiên tử vẫn là rất quan tâm lục dương, để lục dương rất là cảm động, giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng. Ngươi không phải nói độ lôi kiếp thời điểm quy lực càng lớn, đến tiếp sau trả lại thời điểm đối tu sĩ hiệu quả càng tốt sao, ngươi liền chiếu vào độ khó lớn cho hắn bên trên chính là. Ứng thiên tiên gắt tay mỉm cười gật đầu, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Lục Dương Tiên tử, chúng ta kiếp sau vẫn là có khác duyên, ta sợ ta kiếp sau cũng bàn giao tại ngươi chỗ này. Ngươi muốn một mực ở tại nơi này phiến bên trong tiểu thế giới sao? Tại kinh hồng đứa nhỏ này xuất sư trước đó, một mực tại nơi này đi ứng thiên tiên làm việc quan tâm chú ý một cái đến nơi đến chốn ngươi muốn cùng chúng ta đi một chuyến vấn đạo tông sao vân nha đầu đoán chừng cũng muốn gặp ngươi một chút vân nha đầu là ai lục dương đại sư tỷ ứng thiên tiên nghĩ nghĩ cảm thấy gặp một lần cũng không sao tốt a à đúng mới ta cùng đại càng kia cái gì quỷ quân giao thủ hắn lưu lại cái này bốn khối lệnh bài ứng thiên tiên từ sau hông lấy ra bốn khối lệnh bài cái này bốn khối lệnh bài tính chất cứng rắn, đế quân phân thân tại trong lôi kiếp đều nhân diệt, cái này bốn khối lệnh bài còn có thể lưu giữ lại, có thể thấy được lai lịch bất phàm. Bên trong đó khối kia viết, ứng thiên, hai chữ lệnh bài tại ứng thiên tiên trong tay nóng đơn giản muốn bốc cháy. Bất quá ứng thiên tiên có tiên kim thủ cánh tay, điểm ấy nhiệt độ cùng nước lạnh không có gì khác biệt. Mặt khác ba tấm lệnh bài phân biệt viết, tuế nguyệt, kỳ lân, cửu trọng hắn hẳn là thông qua khối này lệnh bài tìm tới ta. Khối này lệnh bài càng đến gần ta càng bỏng, tạm thời còn chưa hiểu là nguyên lý gì. Mặt khác ba tấm lệnh bài phương pháp sử dụng nên không sai biệt lắm, đặt ở ta chỗ này không có tác dụng gì, không như từ lục dương tiểu hữu đảm bảo. Lục dương tiếp nhận ba tấm lệnh bài. Mắt thấy trò chuyện không sai biệt lắm, bất hủ tiên tử mang theo lục dương rời đi nhẫn cổ tiểu thế giới, đi vào ngoại giới kinh hồng tại ngoại giới chờ lấy rất hiếu kỳ sư phụ bọn hắn đang đàm luận cái gì nhưng sư mệnh khó vi phạm không tốt nghe ngóng gặp lục dương rốt cục đi ra nghi ngờ hỏi lục dương sư đệ người rốt cục đi ra vị kia rất đẹp nữ tiên đâu lục dương điểm một cái huyệt thái dương tại trong đầu hiện tại tình hình chiến đấu thế nào có sư phụ vận dụng tiên hỏa xuất thủ rất nhanh liền bắt được trừ ma thần quân hàng yêu thần quân còn không có từ câu quan bảo hạp bên trong đi ra. Lục Dương gật đầu, sự tình đến một bước này, trên cơ bản tính chiến cuộc đã định. Cũng không sợ lại có biến cố gì, bọn hắn bên này nhưng có hai vị tiên nhân. Lại qua một hồi, huyền không tự giới sát đại sư, ngũ hành tông thượng quan vũ tiếp vào đưa tin, chạy đến tương trợ tiên cung, liên thủ hàng phục hàng yêu trừ ma hai vị thần quân. Liền tài nghệ này cũng dám đến chúng ta tiên cung trận chiến này đại hoạch toàn thắng truy nguyệt chân nhân dương dương đắc ý nói mẹ ta liền biết u quỷ quân không đáng tin cậy hai vị thần quân cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên u quỷ quân ỷ vào nhận đế quân ưu ái phụ trách chỉ huy lần hành động này hai người bọn hắn làm mồi nhữ đốn cây đại công lao giao cho hắn kết quả đều hắn a đánh xong u quỷ quân cũng không thấy cái bóng người nghĩ mở điểm nói không chừng u quỷ quân đụng phải tiên nhân đã chết Hàng yêu thần quân ác độc phỏng đoán nói. Xin ra mắt tiền bối. Thượng quan vũ đối truy nguyệt chân nhân cùng bạch dạ bái nói. Giới sát đại sư còn tại luyện bế khẩu thiền, chỉ có thể chấp tay ý tứ một chút. Cái gì tiền bối, ta chính là cùng tiên cung có chút nguồn gốc, ngẫu nhiên đi ngang qua gặp tiên cung gặp nạn, thuận tay hỗ trợ mà thôi. Truy nguyệt chân nhân há có thể thừa nhận thân phận của mình. Tiền bối nói là chính là thượng quan vũ cười nói nàng rất nguyện ý cùng truy nguyệt chân nhân nói chuyện lộ ra nàng nhỏ tuổi ha ha ngươi tiểu bối này lan đình cùng đào yêu diệp cũng chạy tới sư huynh ngươi ở chỗ này a à, vừa rồi chúng ta tới đây thời điểm ngươi còn không ở nơi này đại chiến thời điểm hai người tìm kiếm khắp nơi lục dương bất quá thời điểm đó lục dương tiến vào những cổ tiểu thế giới các nàng tự nhiên là tìm không thấy lan sư muội đào sư muội các ngươi không có sao chứ không có việc gì không có việc gì hai người gặp gỡ lục dương không thể tránh khỏi nghĩ đến tại khách phòng quay chung quanh lục dương phát sinh đại chiến gương mặt đỏ bừng hai vị sư muội nếu là bởi đó phía trước sự tình cảm thấy hoang mang rất không cần phải theo ta được biết là có đạo quả hình thức ban đầu mất khống chế lúc này mới đã dẫn phát đến tiếp sau sự tình đúng 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 đều là đạo quả hình thức ban đầu vấn đề hai người đừng quản có phải hay không nguyên nhân này trước thuận lục dương lời nói đem trách nhiệm giao cho truy nguyệt chân nhân lại nói về phần chân tướng không trọng yếu sau đó bạch dạ cũng tìm tới lục dương nói xin lỗi lục dương sư huynh không có ý tứ a tiên cung bên này tạm thời không thể rời đi ta ngươi đợi ta xử lý xong đại càng tu sĩ lại đi vấn đạo tông tìm ngươi chơi tốt ta tại vấn đạo tông chờ ngươi lục dương cười nói tại tiên cung tiếp xúc nhiều như vậy người, vẫn là cùng bạch dạ giao lưu nhất bớt lo. Tiên cung kinh lịch một trận đại chiến, may mắn là chiến đấu lúc bắt đầu, đại đa số tiên cung đệ tử đều đuổi theo lục dương một phân thân, khoảng cách chiến trường rất xa, cũng không lọt vào tác động đến. Cũng liền là tiên cung cửa vào phụ cận công trình kiến trúc tất cả đều trong chiến đấu hư hại, những kiến trúc này vật nói ít cũng có lịch vạn niên sứ, dài càng là tự tiên cung thành lập ngày lên liền có người không có việc gì là được. Tuy Nguyệt chân Nhân nói, ra hiệu tiên cung không cần vì loại chuyện này buồn rầu. Nói đến hôm nay là Trung Thu A, Tuy Nguyệt chân Nhân nhìn thấy trên bàn một bàn bánh Trung Thu, chợt nhớ tới hôm nay là Tết Trung Thu, bởi vì thọ nguyên quá dài, nàng thường xuyên quên thời gian. A Nhật, vậy hôm nay ta cũng không cần cổ này phân thân. Bạch Dạ nói, nàng chỉ là thích sử dụng cổ này phân thân, cũng không phải là chỉ có thể sử dụng cổ này phân thân, nàng không cần cổ này phân thân liền không tồn tại âm dương điên đảo thân phận biến hóa sự tình đại chiến kết thúc tiên cung trên dưới vui mừng nguyên bản kế hoạch trực tiếp rời đi lục dương cùng đào yêu diệp cũng quyết định qua hết một đêm này lại đi sư huynh ăn bánh trung thu nha lan đình cười hì hì đem một cái bánh trung thu nhét vào lục dương miệng bên trong yên tâm ăn ta hưởng qua lần này không có độc sẽ không thay đổi lớn cũng sẽ không thay đổi nhỏ Lục Dương cắn một cái bánh trung thu, tháng này hoa quế nhân bánh bánh trung thu thật đúng là tươi mát đặc biệt. Đào sư muội, ngươi cũng ăn, Lục Dương cũng đưa cho đào yêu dịp một khối bánh trung thu. Tuyết lớn lưu loát, ba người nằm tại trên mặt tuyết, nhìn qua đỉnh đầu trăng sáng, cảm thấy tuế nguyệt tỉnh tốt. Ngày thứ hai, Lục Dương cùng đào yêu dịp lên đường, riêng phần mình mang theo bao khỏa, Bên trong là Lang Đình cho hai người sắp xếp gọn hoa nguyệt quế nhân bánh bánh trung thu cùng tiên cung đặc sản linh quả. Lục sư huynh, Đào sư muội, có rảnh lại đến chúng ta tiên cung ngồi một chút. Lang Đình ngoắt tay tiễn biệt hai người. Nhất định. Lục Dương quay đầu lớn tiếng đáp lại, đồng dạng khoát tay. Lang Đình cùng Đào Yêu Diệp đều không có chú ý, Lục Dương ngón giữa mang theo một viên đen nhánh nhẫn cổ. Ngày 26 tháng 7, trời đầy mây. Phòng ngự chiến kết thúc, tiếp tục trải vuốt một lần gần nhất từ người điều khiển nơi đó đạt được tình báo. Phát sinh lớn bẩn diệt sự kiện phía sau, mấy chục vạn năm trước văn minh cùng linh khí biến mất không thấy gì nữa chuyện này, bị Trúc Thiên văn minh xưng là lớn bẩn diệt sự kiện. Trúc Thiên văn minh bởi vì khoảng cách văn minh khác tinh đoàn quá xa nguyên nhân, may mắn thoát khỏi tại khó. Đây cũng là ta bên trên một thiên trong nhật ký hoài nghi Trúc Thiên văn minh tự xưng là cường đại nhất mấy cái văn minh biểu thị hoài nghi chúc thiên văn minh vị trí tựa như là khu vực biên giới không bị người coi trọng nguyên bản vũ trụ văn minh là lấy linh lực làm động lực nơi phát ra chúc thiên văn minh cũng không ngoại lệ nhưng linh lực biến mất về sau chúc thiên văn minh chỉ tốt bắt đầu nghiên cứu mặt khác động lực nơi phát ra tỉ như hơi nước điện lực năng lượng mặt trời các loại thành công phát triển đến vũ trụ khoa học kỹ thuật trình độ mà tại một lần vũ trụ thăm dò hành động bên trong Chúc Thiên Văn Minh phát hiện một cái khác sinh mệnh tinh cầu, vị trí so Chúc Thiên Văn Minh còn xa xôi. Cái kia sinh mệnh tinh cầu mặc dù không có sinh vật có trí khôn, chỉ có một ít giả thú, nhưng những giả thú kia cường đại đáng sợ. Thăm dò tiểu đội chỉ ở trước khi chết đem viên tinh cầu này báo cáo điều tra phát trở về. Mà sau khi được quá ngàn năm chiến tranh, Chúc Thiên Văn Minh rốt cuộc chiến thắng viên kia sinh mệnh tinh cầu giả thú, cũng tại tinh cầu bên trên phát hiện tên là cực phẩm linh thạch khoáng vật. Cực phẩm linh thạch ẩn phong phú, linh khí, nhưng Chúc Thiên Văn Minh đã trong lịch sử thất lạc linh khí phương pháp sử dụng, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu. Bọn hắn mượn nhờ mỏ linh thạch, nghiên cứu ra sinh vật khoa học kỹ thuật. Tại mỏ linh thạch tinh cầu một trận chiến, Chúc Thiên Văn Minh nhận thức đến mình cũng không phải là vũ trụ ở giữa duy nhất sinh mệnh, để bảo đảm mình bá chủ địa vị, tìm kiếm mặt khác mỏ linh thạch, Chúc Thiên Văn Minh bắt đầu bốn phía chinh chiến. gặp bộ chỉ huy bị phi thuyền khóa chặt, sốc xếp chữ viết. Thiên môn phong đỉnh núi. Ta xem đái sư đệ khí sắc không tệ, sau mấy năm trước tốt hơn nhiều, là quản lý nhiệm vụ đại điện càng phát ra thuận buồm xuôi gió sao. Thuận buồm xuôi gió là một mặt, trọng yếu nhất chính là tam đại ma giáo an phận không ít, không cần lại phí công hao tâm tổn trí phân tích tình báo của bọn hắn. Nói đến cái này thật đúng là muốn cảm ơn lục sư đệ A, đái bất phàm nhất một miếng trà ngộ đạo, thoải mái nằm tại ghế dựa hoàng đế bên trên phá lệ hài lòng nếu là đặt ở trước kia hắn nào có loại này thời gian rỗi đến thiên môn phong tìm đại sư tỷ uống trà nói chuyện phiếm sớm liền nên ghé vào trên mặt bàn chỉnh lý phân tích tình báo tuyên bố nhiệm vụ mặc dù tiểu sư đệ làm việc có một phong cách riêng nhưng thường thường đều có ngoài dự liệu thu hoạch đái sư đệ nên đối với cái này có chút cảm xúc cũng không biết luật sư đệ là cái gì vận khí đi đâu cái nào xảy ra chuyện đây không phải ta vừa nghe nói, tiên cung bên kia hôm qua đánh nhau, nói là bắt lấy hai cái đại càng tu sĩ, một cái độ kiếp kỳ, một cái bán tiên. Trong chén trà ngộ đạo bị đái bất phàm uống một hơi cạn sạch, lại tự mình cho mình tục chén. Nhớ ngày đó hắn nghe nói lục dương báo cáo nơi nào độ kiếp kỳ đánh nhau, nơi nào bán tiên đánh nhau còn nhất kinh nhất xạ. Bây giờ hắn đạo tâm trải qua khảo nghiệm, độ kiếp kỳ bán tiên chi chiến cái gì, đã không đủ để để đạo tâm của hắn tạo nên gợn sống. Xem ra đại càng tu sĩ cũng rốt cục kiềm chế không được. Đại sư tỷ ta trở về. Lục dương hướng vân chi ngoắt tay trên mặt tràn đầy vui sướng tiếu dung. Đái sư huynh cũng ở nơi đây a à, lục dương gặp gỡ đái bất phàm rất là ngoài ý muốn, hắn thế nhưng là rất hiếm thấy đái bất phàm đến thiên môn phong. Từ tiên cung trở về rồi, vân chi dùng ánh mắt ra hiệu lục dương ngồi xuống. Nàng hai ngày trước vừa đi tiên cung cho Chu Hồng Trưởng lão cho ăn một bát song sinh hà nước sông, không nghĩ tới vừa mới qua đi hai ngày, tiên cung liền lọt vào đại càng tu sĩ tập kích, cũng may không có tạo thành cái gì nhân viên thương vong. Đại sư tỷ, đại sư huynh đều đến nếm thử cái này bánh trung thu cùng linh quả, đều là tiên cung đặc sản. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong xuất ra hai cái bao khỏa, một cái giả bộ là hoa nguyệt quế nhân bánh bánh trung thu một cái giả bộ là thu nhỏ về sau nếm qua cảm thấy ăn ngon linh quả. Tiểu sư đệ có lòng. Vân Chi cầm lấy một viên linh quả, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Nàng cùng tiên cung có nhiều gặp nhau vãng lai, những này bánh trung thu cùng linh quả nếm qua không ít, bất quá nếu là tiểu sư đệ một phần tâm ý, đó chính là có khác biệt ý nghĩa. Đái bất phàm cầm lấy một khối bánh trung thu, liền trà ngộ đạo ăn, hoa nguyệt quế nhân bánh bánh trung thu A, thật đúng là rất lâu chưa ăn qua, lục sư đệ có lòng. Lục sư đệ đi một chuyến nguyệt quế tiên cung, nhưng có thu hoạch gì? Lục dương trong lòng tự nhủ đái sư huynh quả thật liệu sự như thần, mình chuyến này tiên cung đi giá trị, thu hoạch rất nhiều. Ngay tại hôm qua, đại càng vương triều hàng yêu, trừ ma hai vị thần quân tiến vào tiên cung, ý đồ chém rụng cây nguyệt quế tổ, hàng yêu thần quân là độ kiếp hậu kỳ, trừ ma thần quân là bán tiên, bất quá có tiên cung phương sư tổ, cây nguyệt quế tổ, tuy nguyệt chân nhân liên thủ ngăn địch, cũng không đối tiên cung tạo thành cái gì phá hư. Đái bất phàm nghe vậy, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà là nhàn nhạt ồ một tiếng, tiên cung một phương bán tiên quả thật là truy nguyệt chân nhân. Hắn bên này nhận được tình báo là, nghi ngờ truy nguyệt chân nhân, đến lục dương bên này, trực tiếp khẳng định thân phận. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta biết một chút tình hình thực tế. Cây nguyệt quế tổ đã sinh ra linh trí, trở thành chân chính sinh linh tên là bạch dạ truy nguyệt chân nhân luyện công xảy ra sai sót bất đắc dĩ cùng bạch dạ cộng đồng sử dụng một bộ nguyệt quế phân thân ban ngày là truy nguyệt chân nhân sử dụng ban đêm là bạch dạ sử dụng bạch dạ thích nghe ta kể chuyện xưa tại tiên cung trong khoảng thời gian này nàng hàng đêm tìm ta một tới hai đi ta cũng liền cùng với nàng quen thuộc nguyên lai like là dạng này đái bất phàm như có điều suy nghĩ gật đầu lục sư đệ cùng tu sĩ cấp cao thật đúng là có duyên phận, đồng thời ăn một miếng bánh trung thu. Bởi vì bạch dạ cùng truy nguyệt chân nhân không cách nào rời đi đại tuyết sơn, bạch dạ liền đề nghị đem bên trong đó một tòa đại tuyết sơn chuyển đến chúng ta vấn đạo tông, dạng này nàng cùng truy nguyệt chân nhân liền có thể cùng nhau tới, nghe nàng ý tứ, tự hồ là muốn ở lâu. Khụ khụ khụ, đái bất phàm bị bánh trung thu nghẹn lại, bỗng nhiên ho khang, không ngừng đánh ngực. Đái sư huynh ngươi không sao chứ, Lục Dương lo lắng hỏi. Đái bất phàm phí sức nuốt xuống bánh trung thu, khoát khoát tay ra hiệu mình vô sự, dùng quái dị thần sắc nhìn xem Lục Dương, ý của ngươi là ngươi đem cây nguyệt quế tổ cùng tiên cung người sáng lập đều lừa gạt đến chúng ta vấn đạo tông rồi. Lục Dương vội vàng phủi sạch quan hệ, là bạch dạ chủ động nói ra, cùng ta cũng không quan hệ. Cùng tiểu tử ngươi xác định vững chắc thoát không được quan hệ đái bất phàm biết rõ lục dương chuyện ma quỷ không thể tin hoàn toàn vân chi cũng không nghĩ tới bạch dạ cùng truy nguyệt chân nhân sẽ đến bọn hắn vấn đạo tông còn có khắc sự tình không có đái bất phàm tức giận nói vốn cho rằng chuẩn bị tâm lý thật tốt kết quả vẫn là bị lục dương cử động kinh đến đúng rồi đúng còn có một việc ta tại tiên cung đụng phải một vị ẩn thế cao nhân tu vi sâu không thấy đấy ta đem hắn mời trở về đái sư huynh ngươi muốn gặp một lần sau ẩn thế cao nhân, đái bất phàm nghi hoặc, ở đâu? Lục Dương biểu hiện ra mang tại ngón giữa tay phải đen nhánh nhẫn cổ, tại cái này mai tự thành tiểu thế giới nhẫn cổ bên trong. Vậy liền làm phiền lục sư đệ dẫn tiếng một phen. Biết được ẩn thế cao nhân tin tức, cũng thuộc về tại sư tập tình báo một vòng. Vân Chi Long mày nhíu lại, bản năng cảm thấy tiểu sư đệ trong miệng, ẩn thế cao nhân, không tầm thường, cũng đi theo lục dương cùng đái bất phàm tiến vào những cổ tiểu thế giới những cổ tiểu thế giới bên trong hơi nước tràn ngập ánh mắt có hạn cho dù là đái bất phàm thả ra thần thức cũng không dùng được những này hơi nước không biết là lai lịch gì có trở ngại cản thần thức chi năng thân ảnh khổng lồ ở phía xa lóe lên một cái rồi biến mất nhìn không rõ ràng không biết là sinh linh gì để đái bất phàm không hiểu khẩn trương lên lục sư đệ ngươi nói ẩn thế cao nhân ở đâu đái bất phàm nhỏ giọng hỏi lục dương không nói gì chỉ chỉ đỉnh đầu Đái bất phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia dấu ở trong hơi nước thân ảnh to lớn chẳng biết lúc nào nhích tới gần, khổng lồ mà thon dài. Tựa như vàng chế tạo khổng lồ đầu rồng từ trong hơi nước nhô ra, thần bí uy nghiêm. Đầu rồng cúi xuống, pha lê mắt rồng phản chiếu ra đái bất phàm thân hình. Đái bất phàm sợ run cả người, đầu rồng không có tận lực phóng thích vi áp, hắn nhưng như cũ có thể từ đó cảm nhận được kinh khủng vi áp, đây là ở lâu thượng vị người đặc hữu khí tức vị này ẩn thế cao nhân tuyệt đối là nổi tiếng đại nhân vật lục sư đệ vị này đại năng đến tột cùng là vị này chính là đông hải long tộc tế bái ứng long đại tôn đồng thời hắn còn có mặt khác một tầng thân phận thượng cổ bốn tiên một trong ứng thiên tiên trưởng quản thiên kiếp chi lực có ứng thiên tiên tiền bối tại đái sư huynh ngươi ngày sau đổ kiếp khẳng định an toàn kim sắc tiên long miệng nói tiếng người ngôn ngữ thần thánh bà cổ lão lộ ra hoang cổ thê lương khí tức hậu thế tiểu bối, chính là ngươi muốn gặp ta. Đái sư huynh hai mắt lật một cái, ầm một tiếng ngất đi. Ứng thiên tiên khổ não dùng long trảo gãy gãi vẫy rồng, cái này hậu thế tu sĩ lá gan làm sao nhỏ như vậy. Tiểu đái lá gan vẫn là cần luyện A, bất hủ tiên tử xông ra, mặc dù đái bất phàm tu vi cao hơn tiểu dương tử, nhưng can đảm này liền kém xa tích tắc. Vị này chính là ứng thiên tiên, vân chi hơi có hiếu kỳ đánh giá ứng long đại tôn, xem ra tiểu sư đệ đi một chuyến tiên cung, quả nhiên là thu hoạch không nhỏ, liền mất tích 30 vạn năm ứng thiên tiên đều tìm đến. Ừm, ta cùng tiên tử trùng hợp tại tiên cung đụng phải ứng thiên tiên tiền bối. Ứng long đại tôn rơi xuống đất, phun ra hơi nước, mắt rồng phản chiếu ra vân chi mặt không thay đổi bộ dáng. Tiểu bối, ngươi chính là lục dương tiểu hữu trong miệng đại sư tỷ. Bất hủ cũng đối ngươi đánh giá khá cao, hy vọng nhường ta đến gặp một lần ngươi bất quá là tiên tử tiền bối quá khen thôi. Quá khen hay không, nhưng ta thử một lần liền biết, hậu thế tiểu bối, ngươi có dám tại ta đỏ sức một phen, vân chi ôm quyền đi cổ lễ, vậy liền mời ứng thiên tiên tiền bối chỉ điểm một hai. Cái này có thể không tại kế hoạch bên trong, lục dương tranh thủ thời gian ra mặt ngăn cản, ứng thiên tiên tiền bối, cái này không tốt lắm đâu, ứng long đại tôn cười ha hả, lục dương tiểu hữu yên tâm, ta chưa từng ý thế hiếp người, Tiểu Hữu đã không yên lòng đại sư tỷ ngươi, kia ta liền nhường nàng ba chiêu. Ta không phải ý tứ này. Được rồi, tiên nhân chi ngôn không thể thay đổi, việc này liền như vậy định ra. Ứng Thiên Tiên tiền bối cao thượng. Vân Chi nói là thật tâm nói nàng cùng người chiến đấu, cho tới bây giờ không có gặp qua dám để cho nàng ba chiêu, Ứng Thiên Tiên là cái thứ nhất. Ứng Thiên Tiên cũng là cái yêu thích chiến đấu, hắn ứng long thân thể chiếm cứ trời cao giống như trong truyền thuyết vô thượng tiên vương hậu thế tiểu bối ngươi có thể cứ việc xuất thủ ta nhìn xem ngươi có cỡ nào bản lĩnh một bên bất hủ tiên tử chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu lớn tiếng nhắc nhở đúng rồi ứng thiên trước đó tại đông hải thời điểm chính là vân nha đầu đánh chạy một cái khác ta a à, không phải vị đạo hữu này ngươi các loại vân lạc Trưởng trên tiểu thế giới trống đi hiện một đoàn kiếp bạch vô hà tường vân tường vân ngưng tụ hóa thành bàn tay bộ dáng rơi xuống bàn tay lớn đến nhìn không thấy cuối so ứng long đại tôn thân thể còn muốn khổng lồ mây dưới lòng bàn tay rơi đánh nát từng tầng từng tầng không gian trực tiếp đem ứng long đại tôn đập vào trên mặt đất ứng thiên tiên cảm thấy một chữ này giống như là ẩn chứa vô số thế giới trọng lượng lớn đến kinh người mà lại một chữ này là hoàn toàn nhằm vào linh hồn công kích hắn tránh đều không tránh thoát đái bất phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác đầu óc hỗn loạn hỏng bét có chút quên mình là bởi vì cái gì tỉnh lại mới vừa rồi là không phải gặp gỡ trong truyền thuyết ứng thiên tiên rồi ứng thiên tiên còn nói đến tông môn làm khách đái bất phàm nhớ lại mình gặp được một đầu kim sắc tiên long tôn quý không thể nói chính là có rất nhiều truyền thuyết danh xưng tiên bên trong tiên luyện khí tổ ứng thiên tiên ứng thiên tiên đâu hắn phí sức chèo chống thân thể nhìn thấy vân chi một bàn tay đem ứng long đại tôn đập vào trên mặt đất bụi mù tràn ngập lờ mờ nhìn thấy cự long trên mặt đất đau lăn lộn được rồi ta còn là ngủ một lát đi đái bất phàm cảm thấy mình khả năng còn chưa tỉnh ngủ lại lần nữa ngã xuống đất ngủ thiếp đi thái dịch vô hình lại là một chưởng đem ứng long đại tôn đập thành ứng thiên tiên trạng thái ứng thiên tiên cảm thấy tiên kim tứ chi đều đang không ngừng run rẩy giống như là không bị khống chế bình thường thái sơ vô chất đâu thiên tiên lôi bất động tiên lôi kim quyết tiên lôi, ứng thiên tiên ngưng tụ vô thượng tiên lôi tiên lôi hóa làm tầng tầng màn trắng, che ở trước người, nhiều nặng tiên lôi tương hổ cảm ứng, biến hóa, ngưng tụ thành một mặt lôi điện tiên thuẫn. Sau đó oanh một chuẩn bị vân chi đánh bay, bay rớt ra ngoài không biết bao xa, một đầu đâm vào tiểu thế giới thế giới màn trắng bên trong. Ứng thiên tiên hai tay chống đỡ thế giới màn trắng, bùng một tiếng đem đầu rút ra, cảm thấy đầu ông ông đầu tiên là bất hủ tự bạo cho hắn tới một lần hung ác, phía sau là vân chi ba chiêu đem hắn đánh bay ra ngoài, làm sao hai ngày này liên tiếp bị đánh, cũng đều là người một nhà đánh, thời kỳ thượng cổ bất hủ ở bên cạnh thời điểm, mình kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu trang bức thất bại, làm sao hiện tại còn dạng này, ứng thiên tiên đi nhanh đi tới, khí chất thoải mái, ha ha ha, vân đạo hữu quả thật là có thủ đoạn, bất quá ta bối tiên nhân cầu được là tiêu diêu tự tại, một vị cậy mạnh đấu dũng ngược lại là rơi xuống tầm thường, người ta ở giữa lấy đạo kết bạn, điểm đến là dừng, ta nhìn cũng không cần phải tranh cái cao thấp a. À. Ứng Thiên đạo hữu lời ấy có lý. Vân Chi nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất ngủ say đái bất phàm, quái, mới lúc chiến đấu ta tựa hồ nhìn thấy đái sư đệ tỉnh. Nàng nhìn đái bất phàm trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, bấm một cái quyết, đái bất phàm tự động bay ra những cổ tiểu thế giới, bay trở về nhiệm vụ đại điện lúc này mới trò chuyện lên chính sự. Tiên tử tiền bối, tiểu sư đệ, các ngươi là như thế nào tìm tới ứng thiên đạo hữu, vân đạo hữu đừng vội, tọa hạ chậm rãi trò chuyện. Ứng thiên tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất biến hình, mọc ra bốn thanh cùng mặt đất kết nối cái ghế. Những cổ tiểu thế giới là hắn tỉ mỹ luyện chế, có thể tùy ý cải biến tiểu thế giới hình dạng. Hôm qua xâm lấn tiên cung loại trừ hàng yêu trừ ma thần quân hai cái này ngụy trang bên ngoài, còn có một người cũng len lén tiến vào tiên cung vân chi nghe xong suy tư một phen nguyên lai là dạng này trung thiên đế quân ý đồ mở ra thế giới mà phân thân của hắn có thôn phệ chi năng bởi vậy suy đoán bản thân hắn có thôn phệ đạo quả bình thường tới nói không đối đạo quả có khắc sâu lĩnh ngộ là không cách nào sử dụng cái này mai đạo quả chúng ta lấy được thay thế đạo quả thắt ấn đạo quả một mực các lại không người sử dụng chính là nguyên nhân này từ u quỷ quân cử động đến xem hắn là chuẩn bị trực tiếp cướp đi ứng kiếp đạo quả cái này mang ý nghĩa đại càng một phương có biện pháp sử dụng ứng kiếp đạo quả có khả năng nhất chính là thông vệ đạo quả có thể không nhìn lĩnh ngộ hạn chế thông vệ mặt khác đạo quả vì đó sử dụng đại khái là bởi vì trung thiên đế quân linh hồn không thể cùng lúc khống chế nhiều mai đạo quả cần dùng cây nguyệt quế tổ cường hóa tiên hồn ta cũng là nghĩ như vậy Ứng thiên tiên cùng bất hủ tiên tử nhau nhau gật đầu. Lục dương nghĩ nghĩ, cũng giả bộ như rất hiểu bộ dáng đi theo gật đầu. Về phần cái này ba cái tiền tiên lệnh bài nơi phát ra cùng cách dùng, u quỷ quân đã chết, hàng yêu trừ ma thần quân nơi đó nên có thể biết một chút cái gì. Chờ ta tìm một cơ hội đi tiên cung bên kia hỏi thăm một chút tình báo, việc này nên không khó. Thật vất vả bắt lấy hai cái đại càng vương triều nhân vật trọng yếu, tiên môn cùng triều đình đều sẽ rất coi trọng việc này nói không chừng tiên cung sẽ trực tiếp sư hồn bạo lực đạt được toàn bộ tình báo về phần bốn tiên bên trong có người bị phía sau màn hắc thủ đoạt xá như thế cái vấn đề phía sau màn hắc thủ nút trong bóng tối bây giờ có một người bị đoạt xá tương đương với từ chỗ tối chuyển thành nửa rõ cũng là một cơ hội tiểu sư đệ ngươi ngày sau nếu là đụng phải kỳ lân cử trọng hai tiên phải cẩn thận nhiều hơn được rồi bất quá đại sư tỷ ngươi như thế vững tin ta sẽ đụng phải kỳ lân tiên cùng cửu trọng tiên sao lục dương nhớ kỹ trước đây đại sư tỷ một mực để cho mình rời xa tiên nhân phân tranh làm sao hiện tại đổi ý nghĩ đáp lại lục dương chính là vân chi ánh mắt phức tạp lục dương biết điều không tiếp tục hỏi tiếp giống như xác thực không phải mình muốn rời xa liền có thể rời xa ta xem ứng thiên đạo hữu thân thể không trọn vẹn cũng phải cần một chút tiên kim giúp cho bù đắp không cần ứng thiên tiên chủ động nói, Vân Chi liền nhìn ra ứng thiên tiên tình huống, cùng sở cầu chi vật. Như thế vậy liền cảm ơn Vân Chi đạo hữu, ứng thiên tiên mừng rỡ, đây là hắn dưới mắt cần có vật. Đạo hữu nếu là cần thiết cái gì tiên khí, cứ nói với ta, ta đều có thể luyện chế. Dưới mắt ngược lại là cũng không cần thiết, ngày sau nếu là đụng phải, mong rằng ứng thiên đạo hữu hao tâm tổn trí. Muốn hay không đi gặp Tiểu Linh cùng Liên Y các nàng? hai vị đệ muội sao, ngược lại là rất lâu không gặp. Trước đây ứng thiên tiên lo lắng ngao linh cùng Khương Liên Y phía sau là tịch diệt tiên không dám nhận nhau, bây giờ hiểu lầm giải trừ, đương nhiên là muốn gặp một lần. Tiên tử ngươi biết hai người bọn họ ở đâu, Lục Dương buồn bực, hắn nhớ kỹ ngao linh cùng Khương Liên Y thường xuyên phiêu bạc tại bên ngoài, vị trí không chừng. Đúng nga, ta không biết hai người bọn họ ở đâu, nếu không chờ về sau đụng phải gặp lại, Vân Chi bất đắc dĩ lắc đầu, tay lấy ra màu vàng phù lục, ta lo lắng ngao linh tiền bối sẽ phải gánh chịu sám tiên tử công kích, mời hãng hải tổ sư làm ra mấy trương truyền tống phù lục, các ngươi có thể lợi dụng tờ phù lục này tìm được ngao linh tiền bối. Vậy liền quá tốt rồi, vẫn là vân nha đầu đáng tin cậy. Bất hủ tiên tử mặt mày hớn hở, tiểu linh cùng liên y thường xuyên cùng một chỗ, tìm được tiểu linh cũng liền có thể tìm tới liên y, ta xem này phương tiểu thế giới cấm chỉ truyền tống, các ngươi vẫn là rời đi tiểu thế giới lại truyền tống tốt. Vân Chi lại nhắc nhở. Ứng thiên tiên không nghĩ tới Vân Chi nhãn lực cao như vậy, hắn lo lắng tịch diệt tiên dùng không biết tên phương pháp, trực tiếp truyền tống đến nhẫn cổ tiểu thế giới, vì vậy tại luyện chế nhẫn cổ lúc, cố ý phong tuyệt truyền tống con đường. Vân Chi rời đi về sau, Lục Dương cũng rời đi nhẫn cổ tiểu thế giới, đeo lên rơi trên mặt đất nhẫn cổ, thôi động truyền tống phù, truyền tống đến ngao linh vị trí gặp tiểu sư đệ mang theo hai tên tiên nhân rời đi vân chi xuống núi tại quay chung quanh vấn đạo tông sông linh bên trong tìm tới vân mộng mộng vân mộng mộng nằm thẳng tại trong sông mặc cho nước sông đem mình chảy tới đi đâu đây là nàng mới nhất nghiên cứu cách chơi đào hoa bí cảnh bên trong dòng sông là tiên hà bà bà không cho chơi như vậy vân chi đem vân mộng mộng từ dòng sông bên trong vớt đi ra mộng mộng ngươi cần luyện chế tiên khí sao tiên khí Vân mộng mộng nghĩ nghĩ, nghe đại đương gia ý tứ, bọn hắn bất hủ nhất mạch chiến đấu là không cần vũ khí, vũ khí loại tiên khí không cần nói. Cái gì tiên khí đều được sao, cái gì tiên khí đều được. Vân mộng mộng nghe vậy hai mắt phát sáng, cái kia có thể luyện chế tụ bảo bồn sao. Chính là tại trong chậu thả một khối bánh ngọt, liền có thể biến thành hai khối cái chủng loại kia. Có thể thử một chút vân chi lại tìm đến nằm dưới tàn cây cảm ngộ tự nhiên tam sư muội cam điềm tam sư muội nếu như nói có thể luyện chế một kiện tiên khí ngươi có cái gì muốn luyện chế sao cam điềm ngồi xuống không rõ đại sư tỷ hỏi việc này ý gì nhưng vẫn là tự ở trên cây nghiêm túc tự hỏi đàn lời nói không phải rất cần nàng đang chính là trưởng thành hình pháp bảo mà lại từ tác dụng nhỏ đến lớn không cần thiết thay thế có hay không loại kia có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng tiên đăng, tỉ như ma sát hai lần, liền sẽ xuất hiện một vị thần linh, có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Có thể thử một chút. Vân Chi hỏi rồi một vòng, trên giấy từng cái ghi lại cần tiên khí, phục chế vạn vật tụ bảo bồn, ma sát phía sau có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng tiên đăng, nằm hướng vào trong liền thoải mái không nguyện ý lên quan tài, dạy người yêu đương tiên khí, có thể sắp xếp ra bản xếp hạng mỹ nữ tiên kính cảm giác đều là một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, bất quá cân nhắc đến ứng thiên đạo hữu là luyện khí tổ, có thể luyện chế bất kỳ phát bảo nào, nên vấn đề không lớn. Yêu vực, đại yêu cổ mộ Đường hành lang bên trong, tám chín cái yêu tộc tập hợp một chỗ, đi trên đường cẩn thận từng ly từng tí, không dám bước nhanh chân tử. Đại huynh, chúng ta không thể dùng thần thức dò xét một chút chung quanh sao, nơi này thật hắc, cái gì đều nhìn không thấy một nữ tính yêu tộc nơm nớp lo sợ bắt lấy đại huynh quần áo ta đều nói bao nhiêu lần nơi này là nửa bức nguyên anh kỳ đại yêu cổ mộ cơ quan trùng điệp không thiếu có lấy thần thức ánh lửa vì phát động điều kiện cơ quan nhà mọi người đều đi theo ta dẫm qua địa phương đi miễn cho phát động cái gì cơ quan cầm đầu yêu tộc cho mọi người truyền âm phát động hai lần cơ quan lâm vào mấy lần khổ chiến một đoàn người rốt cục đi vào cổ mộ chỗ sâu không người đến qua địa phương. Cuối cùng đã tới. Mọi người như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt trên mặt đất. Cổ mộ chỗ sâu an trí dạ Minh Châu, mọi người thấy trên mặt đất tùy ý chất đống công pháp bí tịch, đang dược linh bảo, hai mắt phát sáng không hổ là nửa bước nguyên anh đại yêu vật lưu lại, quả nhiên là phong phú. Đa tạ ngao liên y đạo hữu, khương linh đạo hữu cung cấp cổ mộ địa đồ, chúng ta dựa theo trước đó ước định, chia 4, 6 thành đám người bọn họ là trên đường trùng hợp gặp phải ngao liên y, khương linh, các nàng hai người nắm giữ cổ mộ địa đồ, nhưng nhân thủ không đủ, lo lắng tại trong cổ mộ gặp được nguy hiểm, liền đưa ra hợp tác, hết thảy thăm dò cổ mộ, sau khi chuyện thành công, chia bốn, sáu thành. Thông qua đoạn đường này tiếp xúc, thăm dò được các nàng hai người lai lịch bất phàm, thể nội có một tia long tộc huyết mạch cùng phượng tộc huyết mạch, đại khái tổ tiên là long tộc cùng phượng tộc, chỉ bất quá tổ tiên phạm sai lầm, bị long tộc phượng tộc trục xuất khỏi đến đến ngao liên y Khương linh thế hệ này đã mười phần nghèo túng người cầm đầu kiểm kê của mộ bảo tàng đại đa số đang dược dược hiệu đã qua trở thành độc đan hoặc là phế đan linh bảo cùng công pháp bí tịch ngược lại là còn có thể dùng mà lại phẩm giai cực cao mau nhìn cái này bản thứ này lại có thể là đại yêu độc môn pháp thuật còn có cái này bản đây là mộ chủ người kết đan kinh nghiệm trời ạ à. Dựa theo phương pháp của hắn, chúng ta có một thành nửa tỷ lệ kết đan. Kỳ quái, đây là cái gì? Một người trong đó nhìn thấy trên mặt đất lộ ra một cái chui kiếm, Hiếu Kỳ rút ra. Kiếm gãy. Còn rỉ xét rồi. Theo rỉ xét kiếm gãy rút ra, cổ mộ chấn động, quan tài rung rẩy không ngừng, phát ra rầm rầm âm thanh vọng lại, quỷ dị tiếng cười tại cổ mộ quanh quẩn. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới a, à, trăm năm đi qua, Ta thiên công đạo nhân cũng có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Thanh Dương Lão Nhi, ngươi liệu mình đem ta phong ấn tại nơi đây, bày ra cạm bẫy không khiến người ta tiến vào lại như thế nào? Không cuối cùng vẫn là để người xông vào, rút ra trận nhãn. Thiên công đạo nhân, mọi người nghe vậy biến sắc. Thiên công đạo nhân thế nhưng là trăm năm trước tiếng tâm lừng lẫy đại yêu, bởi vì tu vi siêu quần, không người có thể địch, để phụ cận bộ lạc khổ không thể tả sau đó thanh dương tộc lão tổ đột phá đến nửa bước nguyên anh kỳ, cùng thiên công đạo nhân ước chiến, tự hai người này mất đi bóng dáng. Không nghĩ tới là bị phong ấn ở nơi này. Một đầu màu sắc con rết từ quan tài bên trong leo ra, trăm chân có quy luật lắc lư, lệnh người không rét mà run. Xem ra thanh dương lão nhi sau khi chết, những trữ vật vỡ vụn, đồ vật rơi ra, tốt, bản tọa sau khi tỉnh dậy, không những có mấy cái tiểu gia hỏa bổ sung khí huyết, còn có nửa bước nguyên anh kỳ gia sản xem ra thiên mệnh tại ta là chúng ta cho địa đồ hại các ngươi các ngươi đi mau hai người chúng ta bọc hậu hai nữ đứng ra ánh mắt lộ ra tự chí ngao liên y đạo hữu khương linh đạo hữu mọi người khóc lớn muốn đi cùng đi ngậm miệng các ngươi không đi chúng ta cũng phải chết ở nơi này hắc hắc các ngươi ai cũng đi không được thiên công đạo nhân cười to nói không đem này một đám luyện khí viên mãn tiểu yêu để vào mắt. Mọi người cùng thiên công đạo nhân triển khai đại chiến, thiên công đạo nhân cất trêu đùa chi tâm, cũng không trước tiên giết chết bọn hắn. Ngao liên y đạo hữu, mọi người kêu to. Chỉ thấy thiên công đạo nhân một chân xuyên thủng ngao liên y lồng ngực, ngao liên y hư nhược nằm tại khương linh trong ngực. Ngao liên y run run rảy rảy vương mang máu tay phải, vuốt ve khương linh gương mặt, tiểu linh, chúng ta kiếp sau còn làm tốt tỉ muội liên y khương linh tê tâm liệt phế hét lớn thiên công đạo nhân ta để ngươi nợ máu trả bằng máu khương linh phẫn nộ kêu lên thiên công đạo nhân cũng không để ở trong lòng có thể bỗng nhiên hắn nhìn thấy khương linh đôi mắt thần sắc biến đổi không tự chủ được lui lại hai bước chỉ thấy khương linh đôi mắt biến thành kim sắc mặt phượng giống như là một đầu ngay tại khôi phục cổ phượng huyết mạch thức tỉnh ngươi là trực hệ phượng tộc thiên công đạo nhân kêu lên bỗng nhiên, một cánh cửa mở ra, Lục Dương đi ra, ngắm nhìn bốn phía, trông thấy nằm trên mặt đất sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có ngao linh, nổi giận Khương Liên Y, bên cạnh không biết đã xảy ra gì đó tiểu yêu nhóm, cùng nửa bước nguyên anh kỳ thiên công đạo nhân. Thật xin lỗi, đi nhầm địa phương. Lục Dương yên lặng lui trở về. Lục Dương rút lui nửa bước, cảm thấy loại tình huống này, mình lại rời đi có vẻ như cũng không kịp, lại bước trở về. Ngươi là người phương nào, Thiên Công đạo nhân gặp gỡ Lục Dương có thể thành lập ổn định không gian thông đạo, thần sắc đại biến, cái này nên cái gì cấp bậc cường giả? Hắn, hắn là Lục Dương, Lục Dương thanh danh truyền xa, chân dung cũng truyền đến yêu vực bên này. Thiên Công đạo nhân bị phong ấn 100 năm, tự nhiên là không nhận biết Lục Dương, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn sợ hãi. Các ngươi đi nhanh đi, nơi này giao cho ta xử lý. Lục Dương đuổi đi Tiểu Yêu Hắn chú ý tới tiểu yêu nhóm ánh mắt một mực đặt ở Ngao Linh cùng Khương Liên Y bên này, chỉ tốt lại nói ra, nàng còn có thể cứu ta có thể cứu nàng, các ngươi đi nhanh đi. Tiểu yêu nhóm lúc này mới vội vàng thoát đi cổ mộ. Hai vị tiền bối, đừng khóc, cũng đừng ngủ, đứng lên đi. Lục Dương bất đắc dĩ nói. Nếu là hắn sớm biết bên này đã xảy ra gì đó, nói cái gì đều muốn muộn thời gian một chén trà công phu lại tới. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lục Dương ngôn xuất pháp tùy, đem ngao linh phục sinh, ngao linh lưu loát từ dưới đất bò dậy, sư huynh sao ngươi lại tới đây? Khương Liên y cũng không khóc, phượng tộc khí tức cũng không tận lực tiết lộ. Tìm tới người quen, hy vọng cùng các ngươi gặp một lần. Lục Dương đưa tay phô bày một chút đen nhánh nhẫn cổ, ngay ở chỗ này. Là cái nào người quen? Hai nữ đều rất hiếu kỳ, ở thời đại này gặp gỡ người quen cũng không dễ dàng. Là ứng thiên tiên. Lục Dương không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Là ứng thiên đại ca, hai nữ giật nảy cả mình mặt lộ vẻ vui mừng, các nàng còn tưởng rằng Lục Dương nhiều lắm là tìm tới tiểu cùng kỳ loại này người quen, không nghĩ tới tìm tới chính là cùng phu quân quan hệ cực tốt ứng thiên tiên. Bất quá nhóm hay là trước giải quyết cái này kim đan kỳ đại ngô công, Lục Dương ánh mắt rơi vào thiên công đạo nhân trên thân. Con ngô công này phạm chuyện gì sao? Chính là chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, thăm dò được con ngô công này làm nhiều việc ác, bị phong ấn ở nơi này, liền muốn thuận tay giải quyết. Lục Dương trong lòng tự nhủ các ngươi còn thuận tay chiêu mộ một đám tiểu yêu tô đậm hào khí sao, bất quá xem ở hai người là sư muội phân thượng, liền không vạch trần. Thiên công đạo nhân run rẩy, mặc dù hắn không biết Lục Dương ba người chân thực thân phận, lại cảm nhận được trên người bọn họ uy áp. Chính là hắn hơn trăm năm phía trước tiếp xúc qua Nguyên Anh Trung Kỳ Lão Yêu, đều không có ba người bọn họ một sợi uy áp kinh khủng mà lại hắn mới vừa rồi là không phải nhắc tới ứng thiên tiên đối phương là ai là vị kia thượng cổ đại tiên dạo chơi nhân gian sao hắn là phạm cái gì thiên điều sao vừa xuất thế liền bị ba tôn đại cao thủ bao vây chặn đánh ta là nửa bước nguyên anh không phải bán tiên a sớm biết như thế còn không bằng ngủ tiếp tại trong quan tài ba vị lục dương hút thức dậy bên trên rơi xuống một nửa kiếm gãy Rót vào một sợi kiếm khí tiện tay lui về phía sau quăng ra xuyên thủng thiên công đạo nhân mi tâm thiên công đạo nhân ách ách hai tiếng đổ vào trong quan tài kính kẻ hai nữ cùng lục dương tiến vào nhẫn cổ chỉ thấy ứng thiên tiên một tay phía sau một tay tự nhiên rủ xuống đứng ở biển vách đá bạch bào tại trong gió biển rung rung vô cùng vô tận sóng biển đập bên bờ ứng thiên tiên quay đầu ánh mắt tang thương một chút ba mươi vạn năm hai vị đệ muội đã lâu không gặp, từ biệt 30 vạn năm, hết thảy có thể từng mạnh khỏe. Nhìn điệu bộ này, không cần nhìn mặt hai nữ đều biết đây là ứng thiên tiên, không khỏi mừng rỡ, ứng thiên đại ca. Ba người xa cách hơn 30 vạn năm, bây giờ tại vùng thế giới nhỏ này gặp nhau, nội tâm tâm tình vui sướng khó mà dùng lời nói mà hình dung được thiên đại ca, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Hai người các ngươi ngược lại là cùng thượng của lúc sau, quan hệ tốt tựa như thân tỷ muội ứng thiên đại ca năm đó đến tột cùng đã xảy ra gì đó ngươi những năm này đều đi đâu ứng thiên tiên ngẩng đầu nhìn trời năm đó sự tình nói đến liền rất phức tạp ngồi tất cả ngồi xuống ta chậm rãi nói hắn khống chế tiểu thế giới biến ra năm thanh cái ghế mời chúng nhân ngồi xuống thổi gió biển chuyện năm đó là như vậy ứng thiên tiên êm tai nói bất quá không có nói tỉ mỉ đậu đậu xám sự tình chỉ nói đụng phải đại địch mọi người đấu không lại, không thể không trốn đi. Khương Liên Y không rõ ràng đậu đậu xám sự tình, nếu là ứng thiên tiên nói cho nàng, kia nàng cũng muốn bên trên truy sát danh sách. Nguyên lai like phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra ứng thiên đại ca ngươi cái này 30 vạn qua tuổi cũng rất vất vả. Ứng thiên tiên giấu ở những cổ tiểu thế giới, tìm kiếm đáng tin cậy tu sĩ sưu tập tình báo, chờ đến bất hủ tiên tử phục sinh, ở trong đó quá trình tuyệt không phải hắn nói như vậy nhẹ nhõm này, nào có cái gì vất vả, mỗi ngày người phía trước hiển thánh, cùng đi qua thời gian không có gì khác biệt. Vậy cái này bị đoạt xá người. Hai nữ do dự không dám nói hết lời, nếu là Kỳ Lân tiên bị đoạt xá, vậy phải làm thế nào cho phải? Ứng Thiên tiên trầm mặt, hắn cũng không thể vỗ bộ ngực cam đoan, nói bị đoạt xá khẳng định không phải Kỳ Lân tiên. Nếu thật là Kỳ Lân tiên bị đoạt xá, như hai nữ tín nhiệm Kỳ Lân tiên, bởi vậy bị hại, lại nên làm như thế nào? không sao không sao ta cùng lục dương khẳng định sẽ tìm được cái nào bị đoạt xá người bất hủ tiên tử đứng ra hòa hoãn không khí lục dương cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem bất hủ tiên tử tiên tử ngươi nói tới nói lui có thể đừng túng bên trên ta sao ta cái này tiểu thân bản dám tiếp xúc phía sau màn hắc thủ sao không sai ta cùng tiên tử khẳng định sẽ tìm ra người kia lục dương biết bất hủ tiên tử là hảo tâm liền thuận phụ họa lục dương bản sự cùng vận khí hai nữ là được chứng kiến, tuyệt đối đáng tin. Vậy trước tiên cảm ơn bất hủ tỷ tỷ và lục dương sư huynh. Tiếp lấy ứng thiên tiên lại giảng đến hắn đụng phải u quỷ quân, đụng phải lục dương cùng bất hủ tiên tử, đi theo lục dương đi vào vấn đạo tông, gặp được vân chi. Đường hai nữ nghe được ứng thiên tiên đưa ra nhường vân chi ba chiêu lúc, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng. Còn phải là ứng thiên đại ca bất hủ tỷ tỷ toàn thịnh thời kỳ cũng không dám nhường Vân Chi Ba chiêu đi. Khục, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta là thật không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Ứng Thiên Tiên khó được cảm thấy không có ý tứ, không dám nhìn thẳng hai nữ ánh mắt. Ta còn tưởng rằng nàng cho ăn bể bụng cũng liền cùng Kỳ Lân một cái trình độ, sao có thể nghĩ đến nàng mạnh tới mức này, bây giờ nghĩ lại, nàng chính là Thiên Đình Giáo Vân Mộng Mộng giáo chủ hai nữ khí phình lên nhìn xem ứng thiên tiên ngươi ngày thường cùng phu quân thời điểm chiến đấu cũng không có nói qua nhường hắn ba chiêu nói sai nói sai ứng thiên tiên cười làm lành ứng thiên tiên vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi ta nghe nói chu thiên tại yêu quốc đương quốc chủ không nghĩ tới hắn cũng ngủ say đến bây giờ ta tiểu thế giới này một mực khuyết điểm đồ dùng trong nhà vừa vặn nhường hắn làm một chút mặc dù ứng thiên tiên có thể thông qua cải biến tiểu thế giới hình dạng chế tạo đồ dùng trong nhà hoặc là mời lục dương từ ngoại giới mua chút đồ dùng trong nhà luận thoải mái dễ chịu độ khẳng định là không sánh bằng chu thiên ai có thể nghĩ tới chu thiên sẽ ở thời đại này lúc ấy ta nghe liên y nói chu thiên còn tại thời điểm còn tưởng rằng nàng đang nói đùa ngao linh cười nói chu thiên nhận thương liên y mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu khống chế Khương Liên Y có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Khương Liên Y bấm ngón tay cảm ứng một chút. Chu Thiên ngay tại yêu quốc quốc đô, chúng ta hiện tại muốn đi qua sao? Bất hủ tiên tử tại Chu Thiên trước mặt lộ mặt qua, Chu Thiên biết lục dương chân thực thân phận, mọi người gặp Chu Thiên cũng không cần che che lấp lấp. Yêu vực, yêu thành hoàng cung. Tự yêu quốc thành lập đến nay, vạn yêu triều bái, lớn nhỏ yêu tộc hệ số thần phục, yêu vực chưa từng có thống nhất tại mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu khống chế dưới, hơn 10 vị độ kiếp yêu hoàng thần phục với Chu Thiên, còn có không ít hợp thể đỉnh phong đại yêu đạt được hắn vung trồng, độ kiếp có hy vọng. Vẫn là cuộc sống bây giờ tốt. Chu Thiên nằm tại ghế dựa hoàng đế bên trên, thoải mái ngáp, cảm thấy mình không có uổng phí trắng ngủ 30 vạn năm. Cái này nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ, sao có thể hưởng loại này phúc, cung điện trang hoàng xa hoa, sao đại hạ hoàng cung còn muốn hoa lệ, nghệ thuật phương diện cùng thực dụng phương diện đều cao hơn một cái cấp bậc yêu thành hoàng cung là chu thiên tự mình thiết kế cung trong đồ dùng trong nhà là hắn tự tay chế tạo vừa thức tỉnh chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh lúc chu thiên không sao ngay tại trong động phủ tạo đồ dùng trong nhà hoàng cung xây thành về sau đều đã vận dụng lớn như vậy trong cung điện chỉ có chu thiên một người không cần hầu hạ mình thị nữ cùng thái giám càng không cần bảo vệ mình hộ vệ mình đường đường bán tiên lại là tại địa bàn của mình, ai có thể tổn thương hắn, Chu Thiên, nhìn ngươi qua thật thoải mái. Mang theo treo chọc âm thanh từ phía sau vang lên, dọa Chu Thiên nhảy một cái, kém chút biến trở về nguyên hình. Thấy rõ người đến Chu Thiên vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Liên Y Tỷ, Linh Tỷ, còn có Lục Dương Đại Ca. Còn có Bản Tiên. Bất hủ tiên tử từ Lục Dương trong thân thể chui ra ngoài. Đúng đúng đúng, còn có đậu đậu tỷ chu thiên nào dám quên vị này đại tiên mặc dù vị này bất hủ tiên không có nói qua lai lịch của mình nhưng cái này không trọng yếu cái nào tiên nhân cũng không phải mình có thể chọc nổi ngọn gió nào đem ngài bốn vị thổi qua tới chu thiên liền vội vàng đứng lên bốc lên địa phương bưng trà đổ nước bày hạt dưa ngao linh cùng khương liên y đi tìm mình không chỉ một lần lục dương thì là tại yêu quốc khai quốc đại điển về sau liền không có lại tìm qua mình mình nhiều lần bắt đầu sinh ra cho lục dương đưa mấy cái diễm mỹ yêu tộc phụ nữ suy nghĩ muốn cùng lục dương giữ gìn mối quan hệ lại lo lắng trực tiếp đưa qua ảnh hưởng không tốt mắc cạn bắt đầu có vị cố nhân muốn gặp ngươi một mặt chu quốc chủ có được hay không gọi ta tiểu chu liền tốt chu thiên cúi đầu không lưng nói nào dám nói không tiện nơi này chu quốc chủ mời lục dương biểu hiện ra đen nhánh nhẫn cổ những cổ sinh ra khổng lồ hấp lực đem tất cả mọi người đều hút vào tiểu thế giới. Chu Thiên tiến vào tiểu thế giới, giống như là rối loạn thời không bình thường trở lại thời kỳ thượng cổ, vô số quen biết bán tiên, Độ Kiếp Kỳ đang ngồi nghe giảng bài, áo trắng như tuyết ứng thiên tiên mặt hướng mọi người, chậm rãi mà nói, lời nói sự tình dẫn phát thiên địa dị tượng, đạo âm lã lướt, địa dũng kim tuyền, lệnh chúng sinh khai ngộ. Chu Thiên đối trận này khóa có ấn tượng đây là ứng thiên tiên thành tiên sau lần thứ nhất giảng bài tại sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói trận này khóa ý nghĩa phi phàm ghi khắc tại trong lịch sử trở thành lịch sử cái bóng tại vùng thế giới nhỏ này tái hiện chỉ thấy ứng thiên tiên xuống đài bộ bộ sinh liên những nơi đi qua chúng sinh cái bóng hóa thành xương trắng lần lượt biến mất một màn này không phải chu thiên trong ấn tượng chu thiên trong lòng chẳng lẽ lại ứng thiên tiên tu vi cao thâm đến đủ để vượt qua dòng sông lịch sử, chỉ dựa vào lịch sử cái bóng liền có thể tái hiện nhân gian, ứng thiên tiên từng bước một đi đến sửng sốt Chu Thiên trước mặt, khóe miệng lộ ra một vòng bao hàm thâm ý tiếu dung. Chu Thiên, hồi lâu không thấy, hết thảy mạnh khỏe. Tiên Tôn, thật là ngài, Chu Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, người trước mắt cũng không phải là cái gì lịch sử cái bóng, mà là thật sự rõ ràng ứng thiên tiên, ứng thiên tiên mỉm cười gật đầu, tự nhiên là ta lục dương ở một bên tắt lưỡi đến cùng là ứng thiên tiên a à. chu thiên trong bán tiên thuộc về nghe ứng thiên tiên giảng bài đặc biệt nghiêm túc cái này đều bị dao động sửng sốt một chút cái này nếu là đổi thành người khác còn chịu nổi sao không nghĩ tới chu thiên ngươi chọn ngủ say nhoáng một cái ba mươi vạn năm qua đi trên đời mênh mông không thấy cố nhân hôm nay nhìn thấy ngươi cũng coi như chuyến đi này không tệ chu thiên lệ nóng danh trồng đúng vậy a à ta đều ngủ 30 vạn năm, vẫn là tránh không khỏi các ngươi. Khương Liên Y Ngao Linh lần lượt đăng tràn thì cũng thôi đi, làm sao hiện tại liền ứng thiên tiên đều xuất hiện. Ta không ra được thời điểm một cái bán tiên đều không ra, ta vừa thành lập yêu quốc bán tiên liền liên tiếp xuất hiện, thỉnh thoảng còn xuất hiện cái tiên nhân. Hiện tại tiên nhân số lượng so thời kỳ thượng cổ đều nhiều, có thể hay không cho ta loại này tiên nhân phía dưới để nhất nhân một điểm phát huy không gian. Nhìn điệu bộ này, đằng sau nói không chừng còn có thể xuất hiện kỳ lân tiên cái gì chờ một chút bây giờ không phải có đại thế chi tranh truyền ngôn sao chẳng lẽ lại là tự mình mở ra đại thế chi tranh nghĩ tới đây chu thiên nội tâm kích động lên mình quả nhiên là đặc thù nhất tiên tôn mời ngài ngồi chu thiên dời ra ngoài mấy lần ghế dựa hoàng đế đều là gần nhất hai năm vừa làm mọi người lần lượt ngồi xuống tiếp lấy chu thiên lại lấy ra đế bàn mang lên trái cây điểm tâm cân nhắc tương đương chu đáo. Chu thiên ngươi tại yêu vực lẫn vào rất tốt, đều thành lập yêu quốc. Ứng thiên tiên cười nói. Đều là các đạo hữu nâng đỡ. Chu thiên khiêm tốn nói thật. Đúng là đạo hữu nâng đỡ, bằng không khương liên y liền lên làm yêu quốc quốc chủ. Đó cũng là bản lãnh của ngươi, theo ta thấy đến, ngươi bây giờ thành lập yêu quốc, trụ tính chung yêu tộc lực lượng là cử chỉ sáng suốt mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu vốn là khống chế người càng quá càng cường đại liên y là độc lai độc vãn đã quen một mực không có làm như thế người đây tại thời kỳ thượng cổ không có cơ hội làm như thế thời kỳ thượng cổ đổ kiếp kỳ bán tiên khắp nơi trên đất đi chu thiên nghĩ thành lập yêu quốc đừng nói mặt trên còn có kỳ lân tiên bên cạnh yêu tộc bán tiên liền có mấy cái không đồng ý bây giờ bán tiên nguyên nhân các loại nguyên nhân rất điệu thấp lúc này mới cho ngươi thành lập yêu quốc cơ hội ngươi làm muốn trân quý lần này cơ duyên thật tốt phỏng đoán mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu mới là chu thiên ghi nhớ tiên tôn dạy bảo chu thiên mồ hôi lạnh ứa ra hắn sau khi tỉnh dậy một mực trầm mê ở hưởng thụ xác thực không để mắt đến tu hành ứng thiên tiên đứng dậy các tay vòng quanh mọi người dạo qua một vòng bỗng nhiên nói ra chu thiên ngươi cảm thấy ta luyện chế vùng thế giới nhỏ này như thế nào chu thiên nịnh nọc nói tiên tôn luyện tự nhiên là cực tốt vùng thế giới nhỏ này thanh tĩnh u nhã không có vật gì chính là biểu tượng linh đài không minh chi ý lục dương thì là có khác biệt cách nhìn tiểu thế giới tốt thì tốt chính là cảm giác có chút trống rỗng không quá thích hợp ở lại linh đài không minh chi ý đúng là hảo ý cảnh có thể tiên tôn sớm đã đạt đến này cảnh cần gì phải dùng tiểu thế giới đến tô đậm không như ta cho tiên tôn tạo một bộ đồ dùng trong nhà tô điểm vùng thế giới nhỏ này chu thiên nghe vậy lúc này đổi giọng ứng thiên tiên gật đầu như thế cũng tốt ba người nhìn nhau cười một tiếng hào khí hòa hợp bất hủ tiên tử ngồi xổm ở ghế dựa hoàng đế bên trên nhìn xem ba người cười nửa ngày luôn cảm giác vừa rồi mấy lời nói có huyền cơ khác không khỏi cẩn thận suy nghĩ bỗng nhiên bất hủ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào ứng thiên tiên nói a à, ta đã hiểu ứng thiên ngươi không có ý tứ trực tiếp mở miệng tìm chu thiên muốn đồ dùng trong nhà, mời tiểu dương tử đương kẻ lừa gạt, ứng thiên tiên. Bất hủ ngươi liền lúc này thông minh là A. À. Mỗi khi lúc này, ứng thiên tiên đều sẽ vô cùng hoài niệm lúc trước cái kia trầm mặc ít nói bất hủ tiên tử. Thời điểm đó bất hủ tiên tử khám phá không nói toạc, hiện tại bất hủ tiên tử không xác định có hay không khám phá, nhưng khám phá khẳng định sẽ nói toạc. Đến cùng không phải lần đầu tiên bị phá, ứng thiên tiên rất nhanh liền làm ra phản ứng, dùng tiếng cười làm dịu không khí lúng túng. Ha ha, bất hủ ngươi thật biết nói đùa. Ta cả đời này quan minh lỗi lạc, khi nào làm việc phải che che lấp lấp rồi. A, à, ngươi không có sao? Ngươi không phải che giấu qua bị nữ tu chọc tới thải bổ. Lục Dương một cái bước xa tiến lên che bất hủ tiên tử miệng. Nếu là lại để cho tiên tử nói tiếp. Tiên tử cái này vén nội tình không có việc gì hắn cùng chu thiên hai cái dự thính người coi như xui xẻo mà lại ta thật vất vả cho ứng thiên tiên đương nắm hy vọng ta đụng phải thiên kiếp thời điểm lưu lại ta một mạng hiện tại xem ra mình là không sống nổi một bên chu thiên càng là mồ hôi đầm đìa không phải cái này nói nói làm sao ta liền có nguy cơ sinh tử rồi ta cái gì cũng không làm a à. bất hủ tiên tử là hồn thể lục dương không cách nào đụng vào bất quá gặp tiểu dương tử xong lại làm ra che miệng cử động bất hủ tiên tử liền rất phối hợp ngậm miệng không nói. Ngao Linh cùng Khương Liên y thấy cảnh này, che miệng nén cười. Bài trừ bất hủ tiên tử vô ý phá cử động, những cổ tiểu thế giới hào khí hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Mọi người thân là thượng cổ tu sĩ, khó được tập hợp một chỗ, cùng nhau đàm luận thượng cổ chuyện cũ, thậm chí Lục Dương tham dự trong đó đều không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thậm chí Lục Dương biết đến thượng cổ chuyện cũ so Chu Thiên biết đến đều nhiều. Đương nhiên, Lục Dương không thể giả bộ như biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ đối với thượng cổ bốn tiên kinh ngạc kinh lịch, một mực quên, bằng không thì dễ dàng rước lấy thiên tai. Nhoáng một cái hai ngày hai đêm đi qua, đối phàm nhân mà nói không ngủ không nghỉ rất mệt mỏi, nhưng tại trận mọi người không phải bán tiên chính là tiên nhân, cho dù là thật giả lẫn lộn hóa thần kỳ, cũng sẽ không cảm thấy rã rời. Chỉ bất quá như thế một mực trò chuyện xuống dưới không dứt, tóm lại là phải có cái đầu đuôi được rồi, cố nhân khó gặp, ta chính là tới đây nhìn xem ngươi, ngươi vô sự liền tốt. Ứng thiên tiên chủ động kết thúc nói chuyện phím. Khi tiên tôn ta nhóm này đồ dùng trong nhà làm xong liền đưa cho ngài đi qua. Cũng là không cần khách khí như thế. Đều là hẳn là. Tiễn biệt lục dương bọn người về sau, Chu Thiên càng phát ra chắc chắn muốn ôm chặt lục dương bắt đùi lớn. Nói chuyện trời đất thời điểm tiên tôn một mực hô lục dương đại ca vì, tiểu hữu, Thời kỳ thượng cổ chưa từng thấy qua có ai có thể lệnh tiên tôn như thế xưng hô, xem ra Lục Dương đại ca đạt được tiên tôn ưu ái, ngày sau tất thành đại khí. Mặc dù mình mở ra đại thế chi tranh, nhất định là mảnh này thiên địa nhân vật chính, nhưng cũng muốn hiểu được thuận thế mà làm, nên đứng đội liền đứng đội. Nói trở lại, ta cái này hoàng cung làm sao tùy ý để người ra vào, hay là tìm hai hộ vệ, Chu Thiên nghĩ lại, cái gì cấp bậc hộ vệ có thể ngăn được ngao linh cùng khương liên y lục dương sư huynh vậy chúng ta xin từ biệt ngao linh hai nữ cùng lục dương cáo biệt lục dương mang theo bất hủ tiên tử cùng ứng thiên tiên trở về vấn đạo tông ứng thiên tiên nhìn thấy vân chi viết xong tiên khí tờ đơn lộ ra phá lệ hoang mang biểu tình theo lý thuyết tìm hắn luyện tiên khí không nên luyện chế vũ khí loại tiên khí sao mà lại uy lực càng lớn càng tốt cái này tờ giấy bên trên viết đều là cái gì không hợp thói thường tiên khí, ứng thiên tiên nhìn chầm chầm tờ đơn nhìn hồi lâu, ý đồ từ đó tìm tới bình thường tiên khí. Phục chế vạn vật tụ bảo bồn, ma sát phía sau có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng tiên đăng, cái này hay hiệu quả có hay không quá nghịch thiên. Nằm hướng vào trong liền thoải mái không nguyện ý lên quan tài, đây tìm chu thiên A, ta cũng liền có thể luyện chế nằm hướng vào trong liền ra không được quan tài còn có dạy người yêu đương tiên khí, ta đều không có nói qua yêu đương, cái này từ chỗ nào luyện đi, có thể sắp xếp ra bản xếp hạng mỹ nữ tiên kính. Các ngươi vấn đạo tông có thể đến điểm bình thường công năng tiên khí sao, luyện không ra sao, Vân Chi hỏi. Ứng thiên tiên che mặt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực luyện không ra những vật này. Ngươi tốt xấu để ta luyện chế lại một lần một lần khai thiên phủ vậy chúng ta nếu là lại có cần tiên khí sẽ liên lạc lại đạo hữu. Ta luyện khí trình độ bình thường, không có vân chi đạo hữu trong tưởng tượng cường đại như vậy, phiền phức vân chi đạo hữu lần sau đưa yêu cầu luyện chế tiên khí đều là vũ khí loại. Ta tận lực. Còn có một việc, tiên cung trực tiếp đối trừ ma thần quân sư hồn, đạt được tình báo tin tức cùng chúng ta phỏng đoán nhất trí, trung thiên đế quân chính là thôn vệ đạo quả, có thể thôn vệ mặt khác đạo quả cho mình sử dụng, bất quá đối linh hồn cường độ có cực cao yêu cầu. Lục Dương truyền tống đến yêu vực dễ dàng, từ yêu vực trở về sẽ rất khó, lại thêm cùng Chu Thiên nói chuyện trời đất thời gian, đến một lần một hồi đi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, tiên môn cùng triều đình đều rất chú ý hàng yêu trừ ma thần quân tình báo. Tiên cung hộ tông đại trận giải khai chi pháp là phía trước thay mặt tông chủ khúc linh tiết lộ ra ngoài, tiên cung trên dưới tức giận, đã xem khúc linh xử tử, về phần bốn khối tìm tiên lệnh bài phương pháp luyện chế cùng nguyên lý, trừ ma thần quân cũng không cảm kích, hắn là vừa tấn thăng bán tiên, còn chưa kịp biết được đại càng cao tầng tất cả tình báo, chỉ biết là tìm tiên lệnh bài trân quý, trung thiên đế quân trong tay cũng không có bao nhiêu, chỉ có đặc biệt cường đại đại càng bán tiên mới có tư cách nắm giữ, tỷ như U Quỷ Quân, Sơn Hà Quân. Mặc dù Sơn Hà Quân có là thôn vệ đạo quả hình thức ban đầu, nhưng hắn cũng không phải là từ trung thiên đế quân ban tặng đạo quả hình thức ban đầu vừa vặn tương phản hắn ban đầu là cùng trung thiên đế quân tranh đoạt tiên vị người nguyên lai sơn hà quân cường đại như vậy lục dương kinh ngạc tại đông hải thời điểm sơn hà quân đầu tiên là lấy ngao linh làm đối thủ phía sau bị đậu đậu xám miễu sát từ đầu đến cuối đều không có cơ hội biểu hiện khiến cho lục dương vẫn cho là sơn hà quân liền chu thiên đều đánh không lại theo trừ ma thần quân biết đại càng thế lực tổng cộng có hai vị tiên nhân một vị là mọi người đều biết trung thiên đế quân một vị là cực ít có người biết được tư mệnh đại càng vương triều lấy tín ngưỡng cùng hương hỏa làm căn cơ vị này tư mệnh tại đại càng vương triều trưởng quản chính là tế tự nghi thức địa vị gần như chỉ ở trung thiên đế quân phía dưới thì ra là thế lục dương gật đầu về phần trung thiên đế quân tùy ý đại càng hủy diệt nguyên nhân vẫn là bắt nguồn từ tín ngưỡng chi lực thiếu hụt tín ngưỡng chi lực trói buộc lại bao quát trung thiên đế quân tại bên trong tất cả có được thần vị tu sĩ bị tín ngưỡng chi lực đồng hóa cũng không phải số ít cho nên trung thiên đế quân quyết định từ bỏ đại càng vương triều hủy bỏ hương hỏa đầu nguồn mặc cho đại càng vương triều đi hướng hủy diệt quả nhiên là vô tình a à, lục dương thở dài đại càng vương triều đi hướng hủy diệt nghĩ cũng biết không phải chuyện một sớm một chiều sợ là mấy đời thậm chí mấy chục đời bách tính đều muốn gặp quan lại bóc lột tu sĩ chiến tranh nổi khổ. Dân chúng từ đối thần vị cầu nguyện, đến chửi rủa từ bỏ, chính là trung thiên đế quân bọn hắn kỳ vọng. Nói đến Võ Nghiêu cũng là tự tay hủy diệt mình thành lập Vương Triều. Hai đại Vương Triều người sáng lập, đều tự tay hủy diệt Vương Triều, cũng không biết đây là trùng hợp vẫn là vận mệnh như thế. Lục Dương thổn thức không thôi. Đem luyện khí trình độ bình thường ứng thiên tiên đưa về tiên cung về sau, Lục Dương tu luyện đi vào quỷ đạo, dốc lòng tu luyện. Sau nửa canh giờ, có gian định tiểu nhân quấy phá, nhiễu loạn lục dương tu luyện kế hoạch. Lão lục, nghe nói ngươi đi một chuyến tiên cung. Thế nào, hâm mộ a à, lục dương khoe khoang hừ cười một tiếng, tức giận đến mạnh cảnh chu nghiến răng. Từ khi thái dương chi lực tăng cường về sau, hắn liền trở nên càng phát ra không dám đến gần nữ sắc, nguyệt quế tiên cung loại địa phương này với hắn mà nói tương đương với cấm địa. Mạnh cảnh chu không nghĩ tới lục dương trước đó trống rỗng tại trước mắt biến mất, sau khi nghe ngóng mới biết được là bỏ xuống mình đi tiên cung tiêu giao khoái hoặc đi. Mạnh cảnh chu không đành lòng gặp lục dương như thế sa đọa nghiêm nghị răng dậy, điểm tỉnh trầm luân hảo hữu, hâm mộ cái cái rắm, tu sĩ chúng ta, đương muốn dốc lòng tu luyện, giống như ngươi cả ngày đi dạo xung quanh, chơi bời lêu lỏng, cuối cùng tất nhiên là chẳng làm nên trò trống gì. Vậy ngươi một tháng này tu luyện, không kém bao nhiêu đâu, tại ngươi rời đi trong một tháng, ta đi một chuyến 300 năm mở ra một lần bí cảnh, đúng lúc đụng phải Long Hoạch, thông qua dấu vết để lại đoán được bí cảnh linh chính là bí cảnh chủ nhân, phá hủy hắn đoạt xá kế hoạch, cùng hắn đánh nhau một phen, mặc dù hắn cảnh giới cao hơn ta, nhưng ta đối với hồn thể trời sinh khắc chế, vượt cấp khiêu chiến về sau, cùng Long Hoạch liên thủ bắt lấy hắn. Sau đó ta đem này hồn giao cho nơi đó quan phủ xử lý đang chờ đợi nơi đó quan phủ khen ngợi thời điểm, ta phát hiện nơi đó quan phủ tự hồ làm việc hiệu suất cực cao, tự hồ rất muốn đuổi ta đi, âm thầm điều tra phía sau phát hiện, nơi đó quan phủ có ăn hối lộ trái pháp luật cùng cấu kết vô tình giáo hiện tượng, thuận tra được phát hiện nguyên lai đầu nguồn là phủ chủ. Phủ chủ mắt thấy sự tình bại lộ, liền dạ lan bái chạy trốn, thời điểm đó dưới lên tầm tả mưa to, ta tại đêm mưa ngàn dặm truy sát, trên đường đi xử lý mấy cái phủ chủ phái tới tử sĩ không nhìn phủ chủ phái người thi triển mỹ nhân kế một mực đuổi tới sáng sớm tại một chỗ cửa thành nhấn đổ hắn ta ngẩng đầu một cái phát hiện nguyên lai trong bất tri bất giác ta truy phủ chủ đều đuổi tới đế thành giải quyết xong phủ chủ sự tình ta tiện đường về nhà ăn bữa cơm sau khi trở về liền nghe nói ngươi cũng từ tiên cung trở về ngươi một tháng này lúc nào tu luyện mạnh cảnh chu nghiêm mặt nói Tối thiểu nhất ta từ đầu đến cuối có tu luyện phần này tâm, chẳng qua là tục sự quấn thân, không có cơ hội tu luyện mà thôi. Ta cũng có a, à, Lục Dương giận dữ, ai không phải tục sự quấn thân đồng dạng. Ngươi có cái chu y, Lão mạnh ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nói chuyện với ta khách khí một chút, hiện tại nịnh bợ ta còn kịp, ngày sau ngươi nghĩ nịnh bợ ta đã trễ rồi. Mạnh Cảnh Chu đối Lục Dương thuyết pháp khịt mũi coi thường, ta nịnh bợ ngươi, nằm mơ đi thôi ngươi không biết đi lần này ta đi tiên cung có thể không chỉ đụng phải đại càng tu sĩ còn gặp được ứng thiên tiên ứng thiên tiên nhìn thấy ta về sau đối ta phi thường cảm kích vỗ bờ vai của ta cổ vũ ta thật tốt tu luyện đến độ thiên kiếp thời điểm khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt ta cái gì mạnh cảnh chu phá lệ giật mình mình không ở bên bên cạnh thời điểm lục dương thế mà thu được như thế cơ duyên tu sĩ sợ nhất không phải liền là đụng phải thiên kiếp mạnh như tần hạo nhiên không như thường chết ở trong thiên kiếp, chuyển thế vì lý sư đệ, lục dương có ứng thiên tiên cái tầng quan hệ này tại, ngày sau tu luyện chẳng phải là không có lớn nhất chướng ngại, một đường phi thiên, mạnh cảnh chu ân cần cho lục dương nắng vai bàn theo đầu, ngữ khí nhu hòa, lão lục, a à không, lục sư huynh, vừa rồi ta nói chuyện có chút xong, ngươi nhiều thứ lỗi, ngươi nhìn hai ta quan hệ này. Lục Dương hiện tại cũng là người có mặt mũi, thân là vương triều đậu nành người đứng thứ hai, sao lại chấp nhặt với mạnh cảnh chu hai ta quan hệ này còn cần nói từ trước đến nay là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia ngươi yên tâm chờ quay đầu gặp ứng thiên tiên tiền bối ta khẳng định nhường hắn cũng chiếu cố một chút ngươi mạnh cảnh chu rất là cảm động hảo huynh đệ thật trượng nghĩa đúng rồi ta ở trên đường trở về còn nghe nói ngươi đi một chuyến tiên cung tiên cung tốt mấy tên cao tầng cùng đệ tử đều mang thai mọi người đều đang đồn là ngươi làm ngươi biết việc này sao? Đánh trắm, Lục Dương tức giận, cái này tinh khiết tung tin đồn nhảm, việc này cùng ta có quan hệ sao? Các nàng mang thai là uống song sinh hà uống, ta làm cái gì? Ta không hãy cùng tiên cung đề nghị. Chờ một chút, nói như vậy bắt đầu, việc này thật đúng là cùng ta có quan hệ. Mạnh cảnh chu nghe vậy, ngay tại cho Lục Dương xoa bóp bả vai tay trong nháy mắt nên vì bắt bả vai, lập tức đem Lục Dương ném bay ra ngoài, trợn mắt nhìn. Tốt lão lục, không nghĩ tới ta nhìn lầm ngươi, ngươi thế mà có thể làm được bực này chuyện xấu xa, sáng bản hiệu đi, hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Không phải, ta là nói ta chính là đề nghị để các nàng uống xong sinh hà. Một cái kim sắc chữ vạn quyền ấn đè xuống, to khoảng 10 trường, lục dương lấy chỉ làm kiếm mở ra quyền ấn, ngoại tào lão mạnh ngươi cố ý vờ như không thấy đúng không. Dâm tặc nhìn chiêu vừa vặn nhường ngươi kiến thức một phen ta từ lão tổ tông nơi đó học được vô thượng thuần dương pháp tướng. Mạnh cảnh chu phía sau chậm rãi hiện ra một tôn tựa như đại nhật dân lên kim sắc pháp tướng, pháp tướng cao túc trăm trượng khuôn mặt mơ hồ, nhất cử nhất động tràn ngập hoang cổ khí tức, pháp tướng một tay cầm thuẫn, một tay cầm qua. Vô thượng thuần dương pháp tướng, lục dương nghe nói qua thuần dương pháp tướng, Khi là thuần dương tiên thể mới có thể có pháp tướng, nhìn dạng này, sợ không phải mạnh quân tử vì mạnh cảnh chu chế tạo riêng so thuần dương pháp tướng còn muốn cực đoan pháp tướng. Quanh, pháp tướng một cánh tay rơi xuống, đem lục dương tung bay. Lục dương vững tin, đây là tuyệt đối là so thuần dương pháp tướng còn cường đại hơn pháp tướng, bất hủ tiên tử miêu tả qua thuần dương pháp tướng uy lực, không có như thế lớn. Ta há sợ ngươi sao, lục dương rút ra thanh phong kiếm, vận dụng kiếm trận diệt tiên, mũi kiếm chỉ hướng mạnh cảnh chu. Mạnh cảnh chu sớm liền ngờ tới chiêu này, chủ động xuất kích, nhào về phía lục dương. Cứ như vậy, cho dù mình quỳ xuống, cũng có thể cách dùng đô vật ngược lại lục dương. Lục dương thầm mắng một tiếng mạnh cảnh chu âm hiểm, kiếm chiêu biến đổi, vạn kiếm quy tông. Thừa ảnh kiếm, thất tinh kiếm tổ cùng thanh phong kiếm dung hợp, kiếm khí bạo tăng, vô thượng thuần dương pháp tướng cầm thuẫn ngăn cản, có khác một tay cầm qua vung hướng lục dương. Chưởng trung càng khôn đại thủ rơi xuống, chế trụ vô thượng thuần dương pháp tướng, mạnh cảnh chu thấy thế, thi triển ba đầu sáu tay, pháp tướng cũng thay đổi thành ba đầu sáu tay. Sáu đầu pháp tướng chi thủ trùng điệp hướng lên, ngăn trở cái này kinh khủng đến cực điểm một chưởng. Liền chút bản lãnh này. Chút bản lãnh này đối phó ngươi đủ. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, kiếm chiêu, pháp thuật, pháp tướng đáp ứng không xuể. Cách đó không xa vân mộng mộng ngồi ở trên nhánh cây, đung đưa chân dài hiển nhiên là tâm tình không tệ thỉnh thoảng từ trong túi giấy kẹp lên một mảnh khoai tây chiên răng rắc răng rắc ăn nàng dùng chiếm hết khoai tây cặn bã ngón tay chỉ vào ngay tại chiến đấu lục dương cùng mạnh cảnh chu hai người bọn họ đánh thành dạng này không cần ngăn đón vân chi ngồi tại vân mộng mộng bên cạnh cũng kẹp lên một mảnh khoai tây chiên bỏ vào trong miệng chậm rãi phẩm vị không cần cản bọn hắn một mực dạng này vân mộng mộng lại hỏi ngồi ở bên trái cam điềm Ngươi muốn tới điểm khoai tây chiên sao, không được, nhìn hai người bọn họ dạng này, ta đánh đàn cho bọn hắn giúp trợ hứng. Cam điềm đem cổ cầm đặt ở trên đùi, sụp sôi nhạc khúc tại thiên môn phong đỉnh núi vang lên, nhưng lục dương cùng mạnh cảnh chua đánh càng phát ra kịch liệt. Vân mộng mộng gặp cam điềm bốc lên không xuất thủ, thỉnh thoảng cho cam điềm cho ăn một mảnh khoai tây chiên. Cam điềm bài hát không chỉ có thể đối địch, còn có phụ trợ công hiệu, lục dương cùng mạnh cảnh chu chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nghe được bài hát về sau thực lực tiêu thăng nguyên bản mạnh cảnh chu chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn pháp tướng đạt được bài hát gia trì về sau pháp tướng tồn tại thế gian cực lớn kéo dài lục dương kiếm khí pháp thuật giống như là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bình thường liên tục không ngừng xuất hiện cam điểm thêm một chút đính vào bờ môi khoai tây cạn bã khoai tây chiên hương vị là không sai chính là khuyết điểm hương vị có mật ong sao có có vân mộng mộng trong những chứa đồ khác không có đồ gia vị bao no dầu vừng xì dầu cây thì là quả ớt mặt đầy đủ mọi thứ đến đây là ta từ quê quán mang về mật ong dùng hoa đào nhưỡng ăn ngon vô cùng vân mộng mộng xuất ra một bình nhỏ mật ong đổ vào khoai tây phiến bên trên phong bế giấy túi dùng sức lay động sền sệt chất lỏng màu vàng ống nghe bắt đầu liền đặc biệt thơm ngọt ẩn chứa trong đó linh lực nồng độ không phải hợp thể kỳ không thể tiêu hóa. Cam Điềm ăn xong mật ong vị khoai tây phiến, vừa lòng thỏa ý gật đầu, từng, lúc này hương vị đúng rồi. Vân Mộng Mộng liếm liếm đính vào đầu ngón tay mật ong, rất ngọt, tiểu chi ngươi đến điểm. Không được. Vân Mộng Mộng rất kinh ngạc nhìn Ngây thơ hảo hữu, Ngươi lớn như vậy còn sợ sâu răng đâu, là ta ăn không quen quá ngọt. Ta không tin. Hai người chiến đấu ba người vây xem thiên môn phong đỉnh núi một mảnh hài hòa cái này muốn đánh tới khi nào lục dương cùng mạnh cảnh chu truyền âm không biết có thể nói hai người tu luyện cái này một thân tu vi không có nhược điểm công kích cường đại nhục thân ngang ngược đều là cùng giai vô địch tồn tại luận công kích chiêu thức lục dương càng thắng một bậc luận nhục thân cường hoành mạnh cảnh chu càng thắng một bậc bây giờ có cam điềm soạn trợ uy Hai người không những uy lực công kích cùng nhục thân cường độ có chỗ tăng cường, vết thương khép lại trình độ cũng cùng kinh người. Đánh như vậy xuống dưới rất khó phân ra thắng bại, mà lại mệt mỏi quá. Ngươi, ngươi nhận thua đi. Muốn, muốn nhận thua chính là ngươi mới đúng. Nằm mơ. Đánh đến cuối cùng, hai người đánh hữu khí vô lực, mặc dù còn có thể điều động thể nội linh lực, nhưng mệt đến hoàn toàn không muốn điều động, lại không muốn nhận thua chỉ có thể lấy nắm đấm nghênh kích, cam điềm gặp hai người không đánh nổi, hảo tâm đình chỉ đánh đàn. Không có tiếng đàn gia trì, hai người không còn có chèo chống thân thể khí lực, hướng phía đối phương tương hổ đi hai bước bước, ngã xuống thời điểm ầm một tiếng đụng vào đối phương đầu, nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy o o, phân chi tại cách đó không xa thi triển pháp thuật, đem lục dương nhất về động phủ, đem mạnh cảnh chu đưa về động phủ. Mạnh cảnh chu đi về sau, lục dương rốt cục có thể tiếp tục an tâm tu luyện nhán một cái 10 năm trôi qua. Bạch dạ dựa theo ước định, chuyển đến một tòa đại tuyết sơn, đến vấn đạo Tông Định Cư, tuyên nguyệt chân nhân cùng bạch dạ dùng chung một thân thể, cũng tới vấn đạo Tông Định Cư. Thiên môn phong phía sau chính là đại tuyết sơn, thuận tiện lục dương tìm bạch dạ đi chơi. Người bên ngoài không biết bạch dạ tồn tại, còn tưởng rằng là tiên cung tại nếm thử cấy ghép cây nguyệt quế. Lục dương cùng mạnh cảnh chu tu hành quá lâu, muốn đi ngoại giới đi dạo, trong lúc vô tình đụng phải liên hoàn án giết người, trải qua điều tra 6 tên người chết thân phận tin tức, phát hiện 6 người này đều là ác vận qua mổ thứ phẩm vật tiêu sư, căn cứ cái này một đầu mối, khóa chặt người cuối cùng, cũng liền là thứ 7 người. Đường hai người lúc chạy đến, thứ 7 người đã bị ám sát, thông qua thứ 7 người dùng ngón tay dính máu tại trước khi lâm chung vẽ ký hiệu, cùng hai người cường đại thần thức, thành công tại thư phòng trong phòng tối tìm tới một bản mã hóa sổ sách sau đó chính là liên tục không ngừng người truy sát lục dương cùng mạnh cảnh chu tự nhiên đều bị phản sát những này tử sĩ bị hạ cấm chế không cách nào sư hồn hai người lại lần nữa đem lực chú ý chuyển dời đến mã hóa sổ sách bên trong phá giải mã hóa sổ sách về sau phát hiện cái này bản sổ sách ghi chép là yêu quốc cùng đại hạ buôn lậu ghi chép dính đến thiên đại linh thạch lỗ thủng liên lụy lợi ích rất rộng lục dương phân tích có thể làm ra lớn như thế thủ bút Tất nhiên là yêu tộc mấy cái độ kiếp đại tộc một trong, bây giờ những này đại tộc đều ở tại yêu quốc Yêu Thành. Lại thông qua Ngụy Trang Thành tán tu, âm thầm tìm phục tại Yêu Thành, không cẩn thận đụng phải Vi Phục Tư phóng Chu Thiên, Chu Thiên giả bộ không nhận biết hai người, gặp dịp thì chơi cùng loại một dãy chuyện về sau, hai người rốt cục xác định cửu anh nhất tộc chính là buôn lậu phương một trong. Hai người giả bộ gây sự, đại náo cửu anh nhất tộc từ trúc cơ kỳ cửu anh một mực đánh đến bức bách cửu anh nhất tộc hợp thể kỳ đại yêu xuất thủ, hai người mắt thấy không địch lại làm bộ chạy trốn, dẫn tới cửu anh tộc độ kiếp lão tổ xuất quan đuổi bắt, thời kỳ mấu chốt chu thiên xuất thủ, khống chế lại cửu anh lão tổ. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thông qua cửu anh nhất tộc lời nhận tội, xác định đại hạ một phương buôn lậu người là tần quốc công cảnh nham tùng, đại hạ triều đình được đến biết việc này về sau, phối hợp bắt, diệt đi buôn lậu nhiều năm tần quốc công thế lực, buôn lậu đoạt được bổ sung hai nước quốc khố. Nên án trở thành yêu quốc kiến quốc đến nay lớn nhất buôn lậu án, cũng bị đại hạ hình bộ liệt vào điển hình án lệ vĩnh thế lưu truyền. Mà lục dương tại cùng cửu anh tộc hợp thể kỳ đại yêu lúc giao thủ, trong lúc vô tình từ đối phương trong ngực đạt được một tấm không trọn vẹn địa đồ, thông qua tra tìm cổ tịch, phát hiện không trọn vẹn địa đồ là mở ra trong truyền thuyết vân tiêu bí cảnh chìa khóa, Vân tiêu bí cảnh có dấu vô số bảo vật, chỉ có tập hợp đủ chín khối địa đồ tàn phiến, mới có thể mở ra vân tiêu bí cảnh. Lục Dương còn phát hiện tàn phiến chủ nhân có thể thông qua tàn phiến trò chuyện, chín khối địa đồ tàn phiến đều có chủ nhân, chỉ bất quá giữa lẫn nhau cũng không tín nhiệm, không cách nào tụ tập cùng một chỗ, Lục Dương không còn cách nào khác, đành phải mời thiên sách tông xuất thủ, thông qua khối địa đồ này tàn phiến tính ra mặt khác 8 người vị trí, sau đó từng cái tìm tới cửa, tám người này bên trong, tu vi cao nhất người vì hợp thể kỳ, tu vi thấp nhất người vì kim đan kỳ. Tề tự địa đồ tàn phiến về sau, mở ra vân tiêu bí cảnh, nhưng mà vân tiêu bí cảnh chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập, lục dương chỉ tốt mời hãng hải đạo quân xuất thủ, lấy không gian đạo quả hình thức ban đầu chi năng, mở rộng bí cảnh tiến vào phạm vi, nhưng chính người toàn bộ hướng vào trong. Vân tiêu bí cảnh nhưng thật ra là một vị nào đó đại càng vương triều hậu kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ lưu lại cạm bẫy, phát hiện điểm này về sau, hãng hải đạo quân cùng đại càng tu sĩ giao thủ, đem nó bắt sống, về phần vân tiêu bí cảnh bên trong bảo vật, lớn nhất giá trị không ai qua được đại càng tu sĩ bản thân. Loại trừ những chuyện này bên ngoài cùng một chút thưa thất bình thường việc nhỏ bên ngoài, 10 năm này ở giữa vô sự phát sinh. Thiên môn phong đỉnh núi, cao cấp linh thạch tổ kiến thành từ hướng nội bên ngoài nở rộ tụ khí trận pháp, lục dương chắp tay trước ngực, cuộn tại chính chui lợi kiếm tạo thành liên hoa đài bên trên. Lục dương hai tay bấm niệm pháp quyết, điều chỉnh khí tức, tinh khí thần ba cái hợp nhất, tựa như một thanh phá vỡ thương khung linh kiếm. Theo lục dương khí thế kéo lên, từng khối cao cấp linh thạch phi tốc hao hết, trở thành xác không, hóa thành liên tục không ngừng lực lượng tràn vào lục dương thể nội. Kinh mạch khuếch trương, đang điền mở rộng, nguyên thần sinh động như thật. Thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhảy lên tới đỉnh phong khí thế bỗng nhiên vừa giảm, lục dương phun ra một ngụm thanh khí, bây giờ hắn thần linh mà thể rõ ràng, sớm đã không có ngày kia trọc khí. Hắn hoạt động thân thể, phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt tiếng vang, rốt cục hóa thần trung kỳ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.